phát hiện trước mắt chàng trai có ánh sáng vàng vây quanh. Một con rồng vàng phá thể, cuốn trôi đôi mắt của lão nhân, từ đó không thể nhìn thấy thế giới này nữa. Lúc này mọi người mới nhận ra, anh chàng mặc áo trắng này không đơn giản, hóa ra anh là Vô Cực Kiếm Tôn của Kiếm Tông, cũng là chủ nhân Diệp gia đứng đầu kinh thành. Vào sáng sớm phát hiện, Ngọc Tiên Nhân xuất hiện vết nứt, nhận ra Lâm gia dám vi phạm tiền ước, lập tức nháy mắt đến ngay. Lâm gia ở Trung Châu, nữ trưởng Lâm Như Tuyết, tự ý phá thân, vi phạm tiền ước, phải chịu tội gì, anh là ai, dám tự ý xông vào Lâm gia tôi, giao ước tiên đã thành, Vạn Sơn không cản trở, Lâm gia cô, vi phạm giao ước tiên, vẫn không suy nghĩ hối cải, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, cô đang tự, chặn đường sống của mình. Ông chú nhớ lại lúc đó, 30 năm trước, ông đã dẫn ba người đến Tông Kiếm, xin tiên nhân cho họ một cuộc sống giàu sang, thầy của anh nhìn thấy họ có thể trấn áp, về sau có thể giúp đỡ đệ tử của bà, vẫy tay một cái, mỗi người đều có thêm một viên ngọc tiên, sau đó bảo họ, 10 năm sau trở thành gia tộc hàng đầu Trung Châu, nhưng cái giá là, họ phải giữ cho cháu gái mình nguyên vẹn. Ông thẩm vấn anh làm sao anh biết chuyện này, anh lập tức tuyên bố, người đã ký kết giao ước là sư phụ của mình, điều này khiến lão già hoảng sợ, nhưng cháu gái của ông ta, lại coi thường giao ước tiên đó, nói rằng lừa ông nội thì được, nhưng đừng hòng lừa được cô còn nói với anh rằng, vị thế hiện tại của Lâm gia, là nhờ vào sự nỗ lực của ba thế hệ, thiếu gia bên cạnh còn lấy ra viên ngọc tiên, và liền đập vỡ nó thành hai nửa, anh thấy hắn dám đập vỡ viên ngọc tiên, nói hắn hãy cùng chịu trách nhiệm với Lâm gia, ban đầu cô còn tưởng anh đang nói đùa, đến khi cô quay đầu nhìn thiếu gia kia, đã chảy ra một cơn máu từ mũi, anh lập tức nói rằng đây là quả báo, giờ đây hắn đã xuất hiện dấu hiệu của ngũ suy thiên nhân. Chỉ vừa nãy thôi, đã làm giảm đi 10 năm tuổi thọ, mọi người đều kinh ngạc, chỉ có thiếu gia không tin chút nào, còn tỏ ra kiêu ngạo nói, buổi đấu giá Vũ Vương tối mai, ba gia tộc lớn khác, cũng sẽ đưa ra ngọc tiên để bán, anh nghe xong không thể tin được, chỉ tay vào ông già tức giận nói, bốn gia tộc lớn đều là những kẻ phụ bạc, hãy chuẩn bị đón nhận, sự giận dữ của trời cao, ông già, tức giận gọi một đám vệ sĩ, định làm gãy chân anh và ném ra ngoài. Lâm gia của ông, tự chuốc lấy họa không thể sống. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ Lâm gia của ông, thu hồi từ sư phụ, những gì đã được ban tặng trước đây. Cô không dám tin anh lại biến mất như thế. Ông già sợ hãi đến mức ngã quỵ trên ghế. Thiếu gia lại vào lúc này an ủi mọi người, nói rằng anh chỉ là một nhà ảo thuật gia, sử dụng một số thủ thuật lừa đảo. Ta tộc anh cũng có một số người biết những trò này. Người phụ nữ vỗ tay tin lời hắn. Trong khi đó anh đến trước cửa Lâm gia, ngón tay phát ra ánh sáng vàng. Một cái vẫy tay đã cắt đứt vận mệnh của Lâm gia. Ông già vẫn chưa kịp phản ứng, phun ra một ngụm máu, ngã xuống không rõ sống chết. Sư tỷ của anh nhìn vận mệnh bị cắt đứt, liền nhận ra Ngọc Tiên Nhân gặp vấn đề, muốn xem anh có phương án đối phó hay không. Anh ngay lập tức bày tỏ, nếu chỉ là một mảnh vỡ, anh dùng thân mình có thể giải quyết. Nhưng nếu ba mảnh còn lại cũng gặp vấn đề, thì nữ hoàng kiếm tiên sẽ bứt phá gió. Đến lúc đó, e rằng không ai có thể ngăn cản. Sư tỷ mỉm cười nói với anh, kiếm tông vốn nghèo khó. Muốn tại hội đấu giá, cạnh tranh các gia tộc giành Ngọc Tiên, không phải là khó, mà là không thể nào. Anh chỉ vào cô, biết ngay sư tỷ đang đào hố cho mình, đành bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ kế. Đi đến phủ võ vương, sư đệ, Diệp gia đã biết đệ trở về, sao lại không có một chút động tĩnh nào, chẳng lẽ, mẹ kế của đệ, muốn đoạt quyền lật đổ. Diệp thiếu, tuân theo lệnh của bà Diệp. Vào Trung Châu, phục vụ thiếu gia tận tình, thiếu gia, đây là nhân sâm vương trăm năm, chúc thiếu gia như rồng như hổ, trăm trận trăm thắng. Dừng lại. Thiếu gia, đây là thẻ đen cao cấp của ngân hàng đại hạ, dành riêng cho ngài, mọi thứ có giá trị trên đời này, anh, chỉ cần quẹt thẻ. Được lắm. Thiếu gia, đây là, lệnh bài của Diệp gia. Xin anh nhận lấy. Bái kiến gia chủ Diệp gia. Mọi người đều đứng lên. Sư tỷ, hãy đi cùng đệ đến cung điện Vũ Vương, đi thôi. Buổi đấu giá bắt đầu, món đầu tiên hôm nay là của một trong bốn gia tộc lớn của Trung Châu, Ngục gia, Ngọc Tiên, giá khởi điểm 1 tỷ, mỗi lần đấu giá không được ít hơn 10 triệu. Ngọc Tiên này, tôi muốn mua, sao lại là ngươi? Không biết ngài định đấu giá bao nhiêu? Không giới hạn, còn dám ngồi đó, ngươi có biết không, ngồi ở đó phải trả giá thế nào không? Tiên sinh, ông ngồi ở vị trí này, tức là đại diện cho việc mua tất cả Ngọc Tiên Nhân ở đây. Dù giá bao nhiêu, ông đều phải trả thêm,
cho đến khi không còn ai đấu giá, nó cũng là cái gọi là tháp đèn trời, vậy thì, cứ tháp cho tôi đi. Này, sao cậu lại hoang phí thế này, nếu họ đưa giá trên trời, vị tiểu thư, những người ở Vũ Vương Phủ hiện tại đã được chứng thực. Khi đưa giá đều phải xứng đáng với giá của họ, không thể tùy tiện đòi giá trên trời, hy vọng các vị, nói được làm được. Hãy thắp đèn trời cho vị tiên sinh này. Tôi bảo người này là ai vậy tương đương, vừa lên đã thả đèn trời, ở Thanh Châu này, từ khi nào xuất hiện nhân vật này, dám thả đèn trời. Thật là không coi ai ở Thanh Châu, những người nổi tiếng ra gì, kẻ ngu dại không sợ hãi, tiểu tử kia, thật sự không biết trời cao đất dày. Sao anh ấy vội vàng vậy, thả đèn trời không phải trò đùa, nếu không đủ tiền, sẽ phải chịu trách nhiệm, các vị. Tôi đến đây chỉ vì hai việc, thứ nhất, viên ngọc này, tôi nhất định phải có, không chỉ viên này, cả hai viên còn lại, tôi cũng muốn hết, muốn ngọc này, cũng phải hỏi ý kiến ta, xem có đồng ý không, đúng vậy, thật sự mà nói, ngươi sao có thể so sánh với anh ấy, đây là việc thứ hai, tôi là muốn tặng cho Mục gia ở Thanh Châu. Trần gia, Vương gia, một lời khuyên nhỏ, khi đã hứa giao ước, không được phá bỏ, nếu các người quay đầu là bờ, hướng về phía núi Linh Kiếm, ba lần khấu đầu. 9 lần cúi lại, tôi có thể cân nhắc, tha thứ cho các người. Làm sao anh biết chuyện ngày xưa, người này tự xưng là đồ đệ của tiên nhân, nhưng lại kiêu căng lắm, ba vị gia chủ, mọi người đều là người đứng đầu Thanh Châu, là thân thể ngàn vàng, nhưng hắn dám hỗn xược với các ngài, bắt các ngài quỳ giữa đám đông. Hắn thật là kiêu ngạo, bảo họ quỳ xuống. Đã là rất rộng lượng, nếu không có sư phụ của tôi, ngày đó ban cho vận may vô tận, ba nhà Trần, Mục, Vương. Làm sao có được vinh quang ngày nay? Thật là buồn cười, Mục gia ta luôn luôn nỗ lực dẫn dắt gia tộc vượt qua gian khó mới có thể sở hữu tài sản tỷ đô này, và cái gọi là vận may mà ngươi nói có quan hệ gì? Trần gia ta phấn đấu không ngừng, người trong tộc quyết tâm tiến bộ, các công ty dưới trướng của tôi đã sớm vào công ty mạnh nhất đại hạ, lẽ nào đây cũng là điều ngươi nói phải nhờ vào may mắn sao? Vương gia ta trong thương mại luôn luôn thắng lợi, quy mô đã vào top 5 của đại hạ, giá trị thị trường đã đạt ngàn tỷ, chẳng lẽ điều này cũng là nhờ may mắn? Đúng vậy, tất cả những gì của các người đều nhờ vào may mắn. Lời nói điên rồ, vô lý vô căn cứ, một câu nói anh ta chỉ muốn phủ nhận công lao của chúng ta, thật là buồn cười. Nhìn đi tam đại gia chủ, không thể bị những mánh khóe của ngươi lừa gạt. Ta thấy ngươi giống sư phụ của ngươi, cả hai đều là kẻ lừa đảo, ngươi cũng không nhìn xem hôm nay là ở đâu, còn dám ở đây, ngang nhiên lừa đảo, 20 năm trước. Trần gia chủ, lúc đó còn là một nông dân không biết chữ, Mục gia chủ, là một tên cờ bạc không dậy nổi, Vương gia chủ, còn là, một ăn mày lang thang trên đường phố, là sư phụ tôi, kéo các người ra khỏi bùn lầy, để các người trở thành người xuất chúng, mới có vài ngày tốt đẹp thôi, mà đã vênh mặt nói, rằng đó là công sức của chính các người, trong lòng, không cảm thấy xấu hổ sao. Cậu im đi, ngạn ngữ có nói, anh hùng không hỏi lai lịch, tam đại gia chủ, đều từ khiêm tốn mà vươn lên, điều này càng chứng minh, sự thể hiện của năng lực, tam đại gia chủ và ông tôi, đều tự thân vận động, được coi là huyền thoại của Thanh Châu, một thế hệ doanh nhân lớn, làm sao mà vài lời của ngươi, có thể hạ bệ được, không sai, các người tin hay tin, đều không liên quan đến tôi, nhưng mà, tôi có một lời khuyên, lát nữa, khi đấu giá Ngọc Tiên, ba nhà các người, tốt nhất nên đứng nhìn, nếu ta thấy, các người tham gia đấu giá, ta tuyệt đối không để yên, ta không chỉ sẽ cắt đứt vận may của các người, ta còn muốn loại bỏ luôn vận mệnh gia tộc. Ngươi còn dám đe dọa chúng ta, chỉ là lời khuyên tốt mà thôi. Nếu không tin, cứ thử xem, thật là buồn cười, một lát nữa, ta không chỉ đấu giá, mà còn chặn đứt con đường sống của ngươi, làm trò để thu hút sự chú ý, chỉ với cái này, cũng muốn dọa nạt chúng ta. Đúng là mộng du, Ngọc Tiên của Mục gia ta, một lát nữa, ta sẽ tự mình đấu lại. Ta sẽ đập vỡ trước mặt ngươi, Mục gia vinh quang hôm nay, không dựa vào cái gì cả, nực cười, vận may, Diệp Phàm, ngươi bây giờ đã chọc giận mọi người. Tôi, Lâm Như Tuyết, cũng đại diện cho Lâm gia, chặn đứng con đường sống của anh này, chị à, cũng là Lâm gia ta, vi phạm trước, vẫn nên cho anh ấy một con đường sống. Lâm Thi Hàm, Diệp Phàm nói, những lời đại nghịch như vậy, đã khiến mọi người phẫn nộ, em đến bây giờ còn dám bênh vực hắn. Em có phải muốn kéo, Lâm gia ta xuống nước không? Không phải chị. Im đi, nhớ kỹ, em là người nhà họ Lâm. Bốn đại gia tộc ở Thanh Châu liên thủ tiêu diệt, một cuộc đại chiến như thế này,
Diệp Phàm, hôm nay người chắc chắn sẽ chết. Tốt. Nếu các người cố chấp muốn chết, thì ta sẽ toại nguyện cho các người. Ta tuyên thệ trước thiên địa, các vị thần minh làm chứng, ta, Diệp Phàm, hôm nay sẽ chặt đứt Trần, Mục, Vương, ba dòng họ, làm cho tại khí rò rỉ ra ngoài, mắc bệnh tật, con cháu đứt gánh, mãi mãi xa vào vực thẳm. Không phải ngươi muốn chặt sao? Ta rất sợ. Anh sợ không? Tôi cũng sợ. Còn anh thì sao? Tôi cũng sợ. Tôi không sao cả mà, không có chuyện gì. Ngươi bây giờ không sao, không có nghĩa là sau này cũng không sao. Đủ rồi, Diệp Phàm, ngươi đừng nói những lời đe dọa ở đây. Ta, Mục Viễn Chi, chịu đựng bao nhiêu năm, làm sao để ngươi dọa ta được? Các vị, cái gì mà vận may, chúng ta coi như trò tiêu khiển, chỉ nghe thôi là được rồi. Trần gia chủ. Mục gia chủ, ngài không sao chứ? Ba nhà các người, vận mệnh đã mất, sẽ suy vong và chết. Đây chính là vi phạm thỏa thuận của tiên, kết cục coi thường tiên nhân. Mọi người đừng bị hắn lừa, trên đời này làm gì có tiên nhân. Chuyện vận mệnh, càng là viển vông. Nhưng mà, chúng ta vài người, đều như thế này rồi. Phải đó, Triệu Thiếu, giải thích thế nào đây? Chỉ là, những mánh khóe hạ lưu không đếm xuể. Hơn nữa ba vị gia chủ, dù sao cũng đã cao tuổi. Chắc chắn là Diệp Phàm đã lén lút hạ thuốc, mới khiến cho ba vị gia chủ bị ngộ độc bất tỉnh, điều này giải thích được rồi. Tôi đã nói mà, tên Diệp Phàm kia không có năng lực lớn như thế. Đây là tôi từ Đế Kinh mang theo thảo hoàn đan, mỗi viên đều trị giá hàng trăm triệu, uống vào sẽ phục hồi nguyên khí. Được cứu rồi. Quả nhiên tốt hơn nhiều. Cảm ơn Triệu Thiếu gia. Các vị, chúng ta không thể bỏ qua hắn, Triệu Thiếu gia. Làm sao đối phó với hắn, chúng tôi đều nghe theo cậu. Đúng đúng, ở đây, dù sao đây cũng là vương phủ. Nếu như chúng ta hành động, có thể sẽ không tốt cho hình ảnh. Tốt hơn hết chúng ta nên theo luật lệ của buổi đấu giá Ngọc Tiên. Diệp Phàm, kể từ khi ngươi thả đèn trời, thì hôm nay, ta sẽ theo ngươi đến cùng. Ta đặt giá 10 tỷ, đến lượt ngươi. Giá của Ngọc Tiên, giờ đã lên đến 10 tỷ. Ông Diệp, ông có muốn tiếp tục tăng giá không? Thì ra là thế, Triệu Thiếu có thủ đoạn tốt thật đấy. Dưới danh nghĩa hợp lý, loại bỏ Diệp Phàm giờ đã thắp sáng đèn trời, vào lúc này, anh ta không còn đường lui. So với tiền, chúng ta có nhiều, bốn đại gia tộc liên thủ, chắc chắn sẽ áp đảo Diệp Phàm. Đúng vậy, Triệu Thiếu, cậu thật sự tài tình, nếu cậu cần sự trợ giúp về tài chính, làm ơn cho tôi biết một tiếng, Ngục gia tôi, chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình, hiện tại thì chưa cần. So với tiền bạc Triệu gia tôi thừa sức, đủ sức đè chết hắn ta. Đương nhiên rồi, Đế Kinh Triệu gia là một trong những gia tộc hàng đầu. Diệp Phàm, một người đến từ núi, anh ta lấy gì để so sánh với Triệu gia? Triệu gia, một trong bốn gia tộc lớn ở Thanh Châu, các người thật không biết điều. Chỉ có 10 tỷ thì tôi sẽ trả 20 tỷ. Tốt lắm, ngươi quả là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng, ngươi vẫn coi thường bề dày của chúng ta, bốn gia tộc lớn. Ngục gia ta sẵn sàng đầu tư 10 tỷ, hỗ trợ Triệu Thiếu, Trần gia tôi nữa, cũng đưa ra 10 tỷ, giúp đỡ Triệu Thiếu. Nếu 10 tỷ, nếu có thể dập tắt vi phong của cậu ta. Vương gia tôi, cũng đưa ra, tôi đại diện cho Lâm gia, đóng góp 5 tỷ, ông tôi đang trên đường đến, sắp tới, Ngọc Tiên, liên quan đến bốn đại gia tộc, liên quan đến danh dự của giới thượng lưu Thanh Châu, dù phải hủy diệt, cũng không thể cho anh ta. Giá đấu giá hiện tại đã lên tới 45 tỷ, Diệp Phàm, tăng giá nào, ngươi vừa rồi không phải rất hung hăng sao? Ông Diệp, xin hỏi ông có còn muốn tăng giá không? Sao ngươi không nói gì vậy? Khí thế của ngươi đâu rồi? Bầu không khí bá đạo của ngươi đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Trẻ trâu nông nổi, phải trả giá đấy. Ta khuyên ngươi, sau này với mọi chuyện, hãy giữ tâm trạng kính sợ. Đúng vậy, nơi này là Thanh Châu, không phải nơi ngươi có thể làm càn. Xem, ngươi phải là đệ tử tiên nhân không? Bây giờ, ngươi quỳ xuống và cúi đầu. Tất cả mọi người ở đây, những chuyện này, sẽ bỏ qua. Trên đời này, dám bắt đệ tử của ta quỳ, không có mấy người, các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật là to gan, Diệp Phàm, anh nên xin lỗi trước. Còn về Lâm gia, em sẽ đền bù xứng đáng. Xin anh đừng như vậy, nha đầu,
Cô dám bênh vực Diệp Phàm, hắn ta tự đi đường này. Diệp Phàm, quỳ xuống. Tôi sợ đầu gối của mình. Các người chịu không nổi đâu. Đến lúc này, còn dám cười. Tôi chỉ cười, cái gọi là bốn đại thế gia, cũng chẳng là cái gì. 100 tỷ. Làm sao có thể như thế? Tôi không nghe nhầm chứ. Đây là 100 tỷ đấy. Diệp Phàm, anh rốt cuộc là ai? Dám đưa ra 100 tỷ. Mức giá này là gấp đôi số tiền của tất cả mọi người. Dòng tiền khổng lồ như vậy, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường cộng lại, cũng không thể với tới, dù cho là Triệu Thiếu. Số tiền lớn như vậy, cũng đủ để tổn thương sâu sắc. Còn Lão Lâm thì sao? Đến giờ vẫn chưa đến. Anh thực sự có thể lấy ra số tiền lớn như vậy sao? Tôi cảm thấy anh chỉ là đang chém gió thôi. Một người từ núi xuống, không thể có nhiều tiền như vậy. Tôi có tiền hay không? Không cần phải nói với cô. Hơn nữa, cô, người phụ nữ lăng loàn và bẩn thỉu, không xứng quản những chuyện này. Mọi người, tại sao lại dừng lại? Các người chỉ có bấy nhiêu sức mạnh sao? Ông, tại sao vẫn chưa đến? Nếu không ai đưa ra giá cao hơn, vậy viên tiên ngọc đầu tiên, tôi sẽ nhận lấy, chờ đã. Lời nói không chứng cứ. Ngươi có thể lấy ra 100 tỷ, một cô nàng từ trên núi đến, làm sao ngươi có thể có 100 tỷ chứ? Chứng minh cho chúng tôi xem, dựa vào, nó. Cái gì, đây là thẻ đen của Phó Tiếu Trần. Người này, Phó Tiếu Trần, là người giàu nhất Thanh Châu đấy. Tài sản của ông ta cộng lại, thậm chí có thể sánh được với các gia tộc ở Kinh Thành. Chỉ là Phó Tiếu Trần, lúc nào cũng sống không tranh đấu. Nếu không Thanh Châu, đã sớm là thế giới riêng của một mình ông ta. Chiếc thẻ đen, làm sao lại ở trong tay hắn? Không ngờ được, còn khá hữu dụng. Bây giờ, tôi có thể mang Ngọc Tiên Nhân được không? Phó Tiếu Trần là ai thế? Ngươi là một tên từ núi xuống, làm sao có thể quen biết được anh ta? Chắc chắn thẻ này không đúng. Ngươi có thể cũng là giả mạo. Nhìn này, làm giả khá tốt, không trách được tôi cũng bị lừa. Tôi cứ nghĩ mà, Phó Tiếu Trần, một nhân vật lớn, chúng ta thường rất khó gặp, càng không thể giúp Diệp Phàm. Diệp Phàm à, tôi thật không ngờ anh dám nói dối như vậy, thật là to gan, kẻ không biết thì không sợ hãi. May mắn thay Triệu Thiếu có đôi mắt tinh đời, suýt nữa thì bị thằng nhóc này lừa. Đúng vậy, dùng một tấm thẻ giả để lừa chúng ta. Ngươi thật sự coi chúng tôi là trẻ 3 tuổi sao? Diệp Phàm, ngươi đã đến đường cùng rồi. Nếu không thể lấy ra 100 tỷ, dù chúng ta có muốn tha cho ngươi, Vũ Vương Phủ cũng không thể tha ngươi. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm, làm giả thẻ đen, giả danh các doanh nhân giàu có của Thanh Châu, Phó Tổng cũng không sẽ tha cho ngươi. Chỉ, nếu anh ấy thật sự là đồ đệ của tiên nhân, chúng ta đã xúc phạm đến anh ấy, Lâm gia ta sẽ gặp họa. Thà rằng cho anh ấy một ân tình, im đi, đến bây giờ, vẫn còn giúp một người ngoài nói chuyện. Em đang nghĩ cho Lâm gia, nếu thực sự nghĩ cho Lâm gia, em đừng nói thêm một lời nào nữa. Mọi người, hôm nay, Diệp Phàm gây rối tại cuộc đấu giá, giả mạo thẻ đen, lừa đảo tất cả, thật là tội không thể tha. Vì thế, dù anh ta là đệ tử tiên nhân, hôm nay tôi, Triệu Cao Thịnh, sẽ cắt đứt con đường sống của hắn. Ngươi đang cắt đứt đường sống của ai đấy? Phó Tổng, đi đi, Phó Tổng, sao ông lại đến đây? Tôi không thể đến à? Không, tôi không có ý đó. Mời Phó Tổng, mời. Triệu Thiếu thật có mặt mũi, có thể mời được Phó Tổng đến. Triệu Thiếu là rồng phượng, Phó Tổng tự mình đến tìm anh ta. Triệu Thiếu, thông thường Phó Tổng không thích tham gia những sự kiện này, phải chăng là do anh gọi đến? Triệu gia tôi ở Đế Kinh cũng không phải là gia đình bình thường. Phó Tiếu Trần chắc chắn là biết tôi đến Thanh Châu, nên đã đặc biệt đến gặp mặt. Đúng là người đàn ông mà tôi đã chọn, anh nhất định phải nói với Phó Tổng, phải để anh ấy biết hành động xấu của Diệp Phàm, có thể quen biết Triệu Thiếu, đó là phước đức chúng ta tích góp nhiều đời. Đúng vậy, đi thôi. Phó Tổng, ông đến đúng lúc, có một người dùng tên của ông để lừa đảo, chúng tôi đang chuẩn bị thu dọn anh ta. Thiếu gia. Cái gì, Phó Tổng gọi Diệp Phàm là thiếu gia? Chắc chắn Phó Tổng đã nhầm, chắc chắn đã nhầm, chắc là không nhầm đâu. Hai người họ chắc hẳn là quen biết. Phó Tổng, ngài có nhận nhầm người không? Tiểu tử này, chỉ là một kẻ lừa đảo, ai ở đây xứng đáng được anh gọi là thiếu gia? Chỉ có Triệu Thiếu nhà tôi thôi, hắn là cái thá gì, cũng xứng để tôi gọi là thiếu gia sao? Phó Tiếu Trần, anh đang nói gì thế? Anh thật sự không coi trọng Triệu gia tôi sao? Triệu gia ở Đế Kinh, ở Thanh Châu này, chỉ là một con kiến, cũng dám ngang ngược trước mặt ta,
Anh, ai cho ngươi can đảm đó? Ai ném đấy, đây, không? Tôi vừa nghe thấy có người nói, thẻ đen của tôi là giả, là lừa đảo, còn dám đe dọa, sẽ chặn đứng con đường của thiếu gia nhà tôi. Ai nói, đứng ra. Hóa ra thẻ này là thật, không trách được anh ta. Tự tin như vậy, hóa ra là phó tổng, là hậu thuẫn của anh ta. Chúng ta đã xúc phạm đến phó tổng, Lâm lão gia đến, ông nội, Lâm lão gia, cuối cùng ông cũng đến, vị giàu có nhất Thanh Châu, lại thiên vị, tiểu tử kia, ông nội, giờ mọi chuyện đã đến, mức này, rốt cuộc là Lâm gia ta, sai trước, có lẽ, nên giải thích rõ ràng, hóa giải thù hận, em nói gì vậy, Lâm Chấn Nam, chẳng lẽ Lâm gia ông, cũng muốn tham gia một tay, hôm nay tôi đến đây, không phải để đối đầu với phó tổng, chỉ là muốn một kết quả. Người bên cạnh tôi, chính là Đại sư Tử Long Hổ Sơn, thủ lĩnh tối cao, người nổi tiếng là Trương Hư Đạo Nhân. Trương Hư Đạo Nhân, làm ơn giúp tôi xem, người ngồi trên kia, Diệp Phàm, anh ta có phải đệ tử tiên nhân, hay là yêu quái, được. Bản tôn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngươi không phải người. Diệp Phàm, tôi đã biết, một người từ sâu trong núi. Lên thành phố, làm sao có thể có năng lực lớn như vậy, hóa ra, là yêu nhân, đúng vậy, Trương Hư đạo trưởng, pháp lực cao cường, danh tiếng lâu đời, là cao thủ hàng đầu của đại hạ, vậy thì, ông ấy nói, ngươi Diệp Phàm, ngươi chắc chắn là yêu nhân, Lâm lão ca thật tuyệt, mời được Trương Hư đạo trưởng, nếu không, bị thằng nhóc này, lừa đến bao giờ, vậy thì, Diệp Phàm là yêu nghiệt, vậy xin mời đạo sư, nhanh chóng ra tay, trừ yêu, diệt ma, không ngờ. Vị đại phú hào của Thanh Châu, lại bị một yêu quái lợi dụng, phó tổng à, tôi xem, anh có lẽ bị, mê hoặc tâm trí. Trương Hư đạo nhân, ông dám chịu trách nhiệm với lời nói của mình không? Có gì không dám, bản thân ta, mắt sáng như lửa, bất kỳ yêu nghiệt nào, cũng không thoát khỏi pháp nhãn của ta. 10 tỷ của Lâm gia, không phải là lấy không đâu, cho dù người này không phải yêu quái, cũng phải biến anh ta thành yêu quái, dám đứng trước mặt ta mà xuyên tạc, đạo của ngươi thật nhỏ bé. Không đủ tư cách, yêu quái, đến giờ này, vẫn dám kiêu ngạo. Dám nói đồ đệ của ta là yêu nhân. Ngươi là người đầu tiên, dũng cảm đấy, Trương Hư đạo nhân, Triệu gia ở Đế Kinh, sẵn sàng chi 10 tỷ, làm phí cho việc trừng phạt yêu quái. Mong đạo trưởng, sớm ra tay, được, ta sẽ mở mắt thần, lúc đó, con quái vật này sẽ lộ nguyên hình. Ngươi nói xem, cuối cùng ta có phải là yêu nhân không? Đây. Mắt của tôi. Đây, điều này không thể, chuyện gì xảy ra vậy? Tham lam làm mở mắt, nói dối lừa người, bài học nhỏ này của ta, ngươi có chịu không? Mắt của tôi chịu thua, tôi biết sai rồi, xin hãy bỏ qua cho. Tên đạo sĩ này, dám mắng chủ nhân nhà ta là yêu nhân, không muốn sống mà, lần sau nếu ta còn thấy ngươi, làm loạn, tôi sẽ lấy mạng của ngươi, cút đi. Mắt tôi. Ông Lâm, ông đã làm hại tôi. Ngay cả Trương Hư đạo trưởng, một người cao tăng như thế, cũng không thu phục được Diệp Phàm. Điều đó chỉ có thể giải thích rằng, đạo cao một thước, ma cao một trường. Dù cho hôm nay, yêu pháp của Diệp Phàm đã thắng Trương Hư đạo trưởng, nhưng, bốn đại gia tộc của Thanh Châu, và sức mạnh của Triệu gia ta, chắc chắn sẽ trừ khử yêu nhân này. Diệp Phàm, yêu nghịch bất đạo, gây rối bao điều với chúng ta, hôm nay, phải xử hắn tại chỗ, để làm gương, xử tại chỗ, để làm gương, tiểu tử ngươi quá ngạo mạn, Phó Tiếu Trần, tôi kính anh là người giàu nhất Thanh Châu, bao nhiêu năm qua, với tôi, và bốn gia tộc lớn, không có mâu thuẫn gì, vì vậy tôi khuyên anh, chuyện hôm nay, tốt nhất không nên can thiệp, kéo gây họa vào thân, ta muốn xem ngươi sẽ làm thế nào. Phó Tiếu Trần, ý anh là, anh định đứng về phía Diệp Phàm. Đúng, thì sao, tốt. Tứ đại gia tộc, Phó Tiếu Trần không phân biệt đúng sai, không cần lương tay với anh ta nữa. Triệu Thiếu, anh ta là đại phú hào Thanh Châu. Chúng ta, sợ cái gì, anh ta chỉ là một đại phú hào nhỏ bé Thanh Châu, so với tầm cỡ của tôi ở Đế Kinh, còn kém xa, Triệu Thiếu nói không sai. Tất cả đều tập trung vào Diệp Phàm. Hôm nay chúng ta liên thủ, diệt trừ tên Diệp Phàm này, diệt trừ tên Diệp Phàm này.
Ông Lâm, nếu muốn loại bỏ Diệp Phàm, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Bốn đại gia tộc ở Thanh Châu liên thủ, cho dù là Phó Tiếu Trần, anh ta cũng bó tay. Ông à. Triệu Thiếu nói đúng đấy, ông đồng ý đi. Nhưng anh ta, thật sự có thể là đồ đệ của tiên nhân. Nếu không loại bỏ được anh ta, nếu anh ta quay lại trả thù chúng ta, làm sao bây giờ? Khốc khốc, bây giờ con, là con dâu Triệu gia chọn. Dù Diệp Phàm là đệ tử tiên nhân thì sao, chúng ta vẫn có thể đứng vững ở Thanh Châu. Lâm lão gia, ngài đừng quên chuyện của Châu Thần Y. Nếu ngài có thể mời được Châu Thần Y, ngài yên tâm, Lâu Thần Y và Triệu gia tôi là bạn thân, ông ấy chắc chắn sẽ đến. Ông, bây giờ trên đời này người có thể chữa bệnh cho bà chỉ có Châu Thần Y. Bệnh của bà có thể khỏi hay không bây giờ phụ thuộc vào ý của ông. Được. Bốn đại gia tộc của Thanh Châu liên thủ, cộng thêm Triệu gia ta, Phó Tiếu Trần, dù anh đã quyền lực ở Thanh Châu nhiều năm, cũng không phải đối thủ của chúng tôi. Diệp Phàm, hôm nay ngươi có thể chết trên tay bốn đại gia tộc, đó là vinh dự của ngươi. Và Phó Tiếu Trần, xin hãy tự lo cho mình, các người đã quá tự tin vào bản thân mình, tự tin. Vậy chúng ta cứ thử xem, không phải sẽ biết sao? Vậy chúng ta cứ thử xem, không phải sẽ biết sao? Lâm gia chủ, xin ông yên tâm, chỉ cần giết Diệp Phàm, tôi sẽ lập tức nhờ Châu Thần Y can thiệp. Châu Thần Y trong miệng anh, có phải là Châu Trung Kính không? Đúng vậy. Châu Thần Y nổi tiếng khắp kinh thành, và với Triệu gia tôi, là bạn thân, tôi muốn ông ấy chữa bệnh cho ai, chỉ cần một lời nói là xong. Đùa à? Làm sao cậu dám chắc, rằng Châu Trung Kính chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, và làm việc cho cậu, anh nói gì vậy? Châu Trung Kính đang đợi bên ngoài, vậy thì mời ông ấy vào đây. Không ai cả, đùa cái gì thế, Châu Thần Y ở kinh thành. Ông ấy không ở Thanh Châu, cũng chẳng thể nào chờ đợi ngoài cổng Vũ Vương Phủ. Diệp Phàm, cậu cứ nghĩ mình là đại thiếu gia à, còn dám ra lệnh cho Châu Thần Y. Tôi xem hôm nay màn kịch của anh diễn đến đâu, các người không biết chuyện gì cả, còn nhiều lắm, Thần Y Chu. Ông Trọng Cảnh đã gặp qua thiếu gia. Phó Tiếu Trần gọi Diệp Phàm là thiếu gia, Thần Y Chu cũng gọi Diệp Phàm là thiếu gia. Thần Y Chu, ông ấy ở thủ đô, nhưng không ai dám chọc, vì thế này có thể thấy Diệp Phàm này rốt cuộc là ai. Ngay cả Thần Y Chu cũng cúi đầu xưng hô Diệp Phàm, hắn ta có lẽ có nguồn gốc lớn. Ông nội, đừng lo lắng, Triệu Thiếu biết đến Thần Y Chu đấy. Với Triệu Thiếu ở đây, Thần Y Chu chắc chắn không thể giúp Diệp Phàm. Triệu Thiếu càng đến với Thần Y Chu, ông ấy là bạn cũ rồi. Vào lúc quan trọng, chúng ta vẫn phải nhờ vào Triệu Thiếu. Đúng vậy. Triệu Thiếu. Thần Y Chu đã đến hiện trường. Triệu Thiếu nên đi nói chuyện với Thần Y Chu. Cứu vợ tôi với. Phải đấy, nhanh lên. Được, không vấn đề gì. Thần Y Chu, lâu không gặp, sức khỏe dạo này thế nào? Cậu là ai vậy? Con trai cả Triệu gia ở Đế Kinh, Triệu Cao Thịnh, 2 năm trước ông còn đến nhà tôi, không nhớ lắm. Ông, biết hắn ta à? Không nhớ nữa, có gặp gia chủ nhà Triệu, một lần, nhưng, không quen sâu. Triệu Thiếu, anh không nói, quen biết Thần Y Chu sao? Sao ông ấy không nhận ra anh? Chẳng phải rõ ràng sao, chúng ta đã bị tên nhóc này lừa rồi. Hắn đã khiến chúng ta xoay như trong chóng. Ông nội, ông đi đâu vậy? Diệp Phàm, là lỗi của tôi một phút lơ là, tin lời kẻ xấu, chỉ cần cậu cho phép, Thần Y Chu cứu giúp vợ tôi, Lâm gia của tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Ông nội, ông cầu xin hắn ta làm gì? Ai biết được Thần Y Chu này có thật hay không, có khi còn là diễn viên do Diệp Phàm mời đến đó. Không phải chỗ cô nói chuyện, hỗn xược, ai trên đời còn dám giả mạo ta, chỉ với các ngươi, thái độ với Diệp Thiếu, ta không sẽ chữa bệnh cho các ngươi, trừ khi Diệp Thiếu tự mình nói. Ông nội, Lâm lão gia, tôi có mắt mà như mù, Lâm gia của tôi sẵn sàng thực hiện ước hẹn của tiên nhân, mong cậu phán lời kim chỉ, cứu lấy vợ già nhà tôi. Nếu bỏ cuộc ước hẹn tiên nhân, bây giờ mới nhớ ra xin lỗi, quá muộn rồi. Diệp Thiếu, cậu có yêu cầu gì không? Tôi có thể đáp ứng tất cả. Ông nội, ông đứng dậy đi, đứng dậy. Diệp Phàm, dù anh có mời Phó Tiếu Trần và Thần Y Chu hỗ trợ anh vẫn không có khả năng gì cả. Không có hai người họ, anh chả là cái thá gì.
Im miệng, tôi nói này cô gái, cô thật là ngu ngốc, dù không có hai người chúng tôi, Diệp Thiếu Anh ấy, vẫn là người mà các người, không thể nhìn ngang được, những người như cô, không thể cứu chữa, thì có sao chứ, dù anh có tài năng, thì cũng chỉ là ở thành phố nhỏ này mà thôi, nếu như chúng ta đến thủ đô, một câu của tôi Triệu Thiếu, sẽ khiến anh không ngẩng đầu lên, đúng, ban đầu ta không muốn dùng quân bài tẩy, nhưng các ngươi quá đáng, đừng ở đây mà ra vẻ, có quân bài tẩy gì, cứ việc lấy ra, các vị. Trong cả đại hạ, Diệp gia chính là trời, tất cả các gia tộc khác, đều phải dựa vào, hơi thở của Diệp gia để sống, không phải đang nói xung sao, ai mà chẳng biết chuyện đó, có bài tẩy gì, nhanh lấy ra đi, mọi người, Tô Thu Vận, là người quản lý Diệp gia, nhưng thực chất. Còn có một thiếu chủ ẩn mình, người này sẽ, sớm muộn gì cũng kế thừa cả Diệp gia, chẳng lẽ, anh quen biết thiếu chủ đó, người đó, chính là anh em kết nghĩa của tôi. Gì cơ, anh em kết nghĩa? Thiếu chủ Diệp gia, là anh trai của Triệu Thiếu, nếu như lời này là thật, thì không tưởng được, thiếu chủ Diệp gia. Là nhân vật lớn như vậy, chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đã khiến bốn gia tộc ở Thanh Châu, bị đảo lộn, thông tin nóng hổi như vậy. Triệu Thiếu, tại sao không nói sớm, nếu có mối quan hệ này, thì Diệp Phàm là cái thá gì, đơn giản như chơi. Đúng vậy, đừng vội mừng quá sớm. Triệu Cao Thịnh, ngươi có biết Diệp Thiếu của ta, là người ngươi vừa nhắc đến. Ta muốn xem, hắn ta sẽ kết thúc thế nào, Triệu Thiếu. Ngươi nói, thiếu chủ Diệp gia là anh em của ngươi, ngươi có bằng chứng không, nếu có. Xin hãy đưa ra, ông nội, sao lại nghi ngờ Triệu Thiếu, chuyện của Thần Y Chu, ta bị lừa đau khổ chưa đủ sao, đúng đúng. Đưa ra bằng chứng, được, vậy ta sẽ gọi một cuộc điện thoại, để các ngươi phục tâm phục khẩu, nhưng cuộc điện thoại này, một khi thực hiện, Diệp Phàm sẽ chết chắc. Phó Tiếu Trần, cũng sẽ phá sản. Và ông nữa Chu Trọng Cảnh, cũng phải thật thật thà, đi chữa bệnh. May là ta thông tin linh hoạt, biết được việc thiếu chủ Diệp gia trở về, và nhờ cấp cao Diệp gia, tìm được số điện thoại của thiếu chủ. Lát nữa sẽ nói vài lời hay, bày tỏ lòng trung thành, thiếu chủ Diệp gia, chắc chắn sẽ sẵn lòng bênh vực ta. Mọi người, thật đấy, có điện thoại thật, lần này là thật, thật đấy. Đây là điều ngươi dựa vào nhất sao? Này, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta không nhớ nhỉ? Ta đã nhận một đệ tử như ngươi. Chẳng lẽ Diệp Phàm là thiếu chủ trẻ của Diệp gia? Diệp Phàm, ngươi đã ăn gan gấu mật báo sao? Ngươi dám giả mạo làm thiếu chủ Diệp gia? Điều này có thật sao? Triệu Thiếu, sao cần phải giả mạo? Ngươi dám giả mạo làm thiếu chủ Diệp gia? Điều này có thật sao? Triệu Thiếu, sao cần phải giả mạo? Cô là ai vậy? Cô biết đây là nơi nào không? Im đi, cô ấy là người có máu mặt. Tên là Trình Hy. Trình Hy, chào cô. Tôi là Triệu Cao Thịnh của Triệu gia. Lần cuối cô mở tiệc sinh nhật. Triệu Cao Thịnh phải không? Người thật là to gan. Diệp Phàm, Trình Hy, cô đã thay đổi khi trưởng thành. Tôi suýt nữa không nhận ra. Tôi không nghe nhầm chứ, cô ấy quen biết Diệp Phàm. Diệp Phàm là thiếu chủ Diệp gia, chúng ta đã xúc phạm anh ấy, tôi có trăm mạng cũng không đủ, phải làm sao bây giờ? Xin phép hỏi cô một câu, Diệp Phàm thật sự là Diệp chủ của Diệp gia chứ? Đã đến lúc phải giới thiệu trọng thể với mọi người, Diệp Phàm anh ấy không phải là thiếu chủ Diệp. Anh ấy đã nhận lệnh từ chủ nhà Diệp, từ ngày hôm nay, anh ấy chính là thiếu chủ Diệp. Gì cơ, đây, không thể. Khi đã thấy rồng thực sự, sao không quỳ lại? Làm sao có thể như vậy được? Triệu Thiếu, chuyện này là sao? Gia đình tôi đã vất vả 30 năm, mới có được cảnh ngộ hôm nay, giờ lại phạm phải lỗi với thiếu chủ Diệp. Mọi thứ đều hỏng bét. Triệu Cao Thịnh, tất cả là do ngươi gây ra, là ngươi dẫn bọn ta, lên con tàu này. Thiếu chủ Diệp, xin hãy tha cho chúng tôi, để chúng tôi có đường sống. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả những điều này, là hắn Triệu Cao Thịnh, đã lừa chúng tôi. Thật nhảm nhí. Đến lúc này rồi, chúng ta như châu chấu trên sợi dây. Đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Phàm. Bây giờ, ở đây van xin, ở đây chối bỏ trách nhiệm, có ích gì? Diệp Phàm, ta thừa nhận, ngươi có điểm gì đó, ta đã nhìn nhầm. Nhưng hôm nay ngươi phải để ta đi, nếu không... Ta sẽ phá vỡ ba viên ngọc tiên, tất cả đều nát bét,
Đến lúc này, ngươi còn dám cứng đầu kháng cự, ta chỉ muốn sống sót, là ngươi đang ép ta. Các vị chủ nhà, đây là cơ hội của chúng ta, nhất định phải nắm bắt. Ngươi phải tha thứ cho bọn ta, cho phép bọn ta rời đi. Ngươi không thể truy cứu việc hôm nay của bọn ta, ngươi hứa không truy cứu bọn ta, ta sẽ trả lại Ngọc Tiên. Còn phải cứu vợ già nhà tôi nữa. Vật của tiên nhân, làm sao kẻ phàm nhân có thể phá hủy? Mọi người đừng tin lời của hắn, Ngọc Tiên nhân, dọn như thủy tinh, ném xuống là vỡ, có vẻ hôm nay, các ngươi định bắt bọn ta phải chết, ta không ngăn các ngươi sống, mà là các ngươi tự, bước lên con đường cùng. Không cho bọn ta đường sống, đừng mong ai sống được, đúng vậy. Kết liễu đi, đây là thành phố Thanh Châu, bàn tay của ngươi, có vẻ dài quá đấy. Không sai, dù ngươi có thân phận cao quý, nhưng cũng không thể, không cho bọn ta đường sống. Các vị, dù là mối vẫn đấu tranh để sống, Diệp Phàm không thể chỉ một lời, mà chặn đứng mạng sống chúng ta không thể chờ chết, chúng ta, phải đứng lên kháng cự, cho hắn biết người của Thanh Châu, có khí phách, đúng vậy, ông nói đúng, Diệp Phàm, không phải ai muốn ức hiếp cũng được, cùng nhau hợp sức, dù là Diệp gia, cũng không thể giết chúng ta. Các người một tự tìm cái chết, có vẻ như hôm nay, ngươi muốn đối đầu với bọn ta, lẽ ra là như vậy phải không? Được, Tam Đại gia chủ, hãy hành động, Vương gia tại đây thề, sẽ chiến đấu với Diệp Phàm đến cùng, Trần gia tại đây thề, không chung trời với Diệp Phàm, quyết không hay lòng. Cái này, tại sao không vỡ, anh nói có thể đập vỡ mà, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ, các ngươi còn gì để nói không? Diệp Phàm, quý ngài thật là thần thông, chúng tôi hoàn toàn phục. Xin ngài xem xét, tôi sẽ giúp ngài bảo vệ, vì phần Ngọc Tiên Nhân, xin hãy tha mục gia một mạng. Xin ngài hãy bỏ qua một lần, nhà tôi sẵn lòng, phục vụ trước sau cho ngài, và cả vương gia. Tôi sẽ phục vụ Diệp Thiếu, làm việc như trâu như ngựa, tôi, xin ngài hãy tha cho Lâm gia, bây giờ các người mới biết xin xỏ, quá muộn. Diệp Thiếu, họ đã chân thành ăn năn, xin anh hãy khoan dung, cô cũng đã chịu nhiều oan ức, chỉ vì những người có lòng dạ ác độc, có xứng để cô bênh vực không? Thực sự không đáng, nếu thiếu gia tộc danh giá này, Thanh Châu sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tất cả là do Triệu Cao Thịnh, hắn ta mới là kẻ xấu. Tiếp tục bảo vệ lời thề tiên. Ta sẽ tha cho lần này, nếu có lần sau. Ta sẽ khiến các ngươi hiểu, thế nào là, thủ đoạn thực sự của tiên nhân. Dạ dạ. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, tuân thủ lời tiên nhân, cảm ơn Diệp Thiếu. Điên rồi. Diệp Phàm. Ngươi nghĩ thắng thật sao? Ta nói cho mà biết, ta còn có kế sau. Bốn tên ác nhân của Tây Hải, ra đây cho ta. Lấy tiền của người khác, giải họa cho họ, bốn đại ác nhân, chính là bốn đại ác nhân, có tiền thưởng 10 tỷ ở Đại Hà, mỗi người trong số họ, đều có hàng trăm mạng người trong tay. Người chết chắc rồi, chỉ cần giết ngươi, sau đó phong tỏa tin tức, dù Diệp gia có quyền lực đến mấy. Ngươi làm gì được ta nào, chỉ vài quả dưa hấu méo mó này, là nguồn tin cậy của ngươi sao, vạn kiếm quy tụ. Nhìn vào bốn người các ngươi. Đều toát ra khí thế hừng hực, chắc hẳn đã phạm nhiều tội ác. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo. Tuổi trẻ tài cao, lời nói không nhỏ, bọn ta bốn người cùng sức. Không ai ở Đại Hạ bằng. Có thể rời núi. Diệt u, dẹp ma. Triệu Thiếu. Ta sẽ giết ngươi, quá rẻ cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi cả đời. Phải ngồi xe lăn. Không được. Chúng ta đi thôi, không? Diệp Hiếu. Trọng cảnh. Quay lại Lâm gia một chuyến. Tuân lệnh. Diệp Phàm, tên nhóc hôi này. Đau quá rồi, cuối cùng cậu cũng chịu xuống núi. Tôi tưởng cậu quên, cái nhà này rồi, tôi không phải về đây thăm gì sao. Đi thôi, theo tôi về lập gia đình.
Chờ đã. Dì nói gì cơ, lập gia đình, tôi lập gia đình với ai? Đương nhiên là, nói về Trình Hy. Cái đó, dì, tôi không thể lấy Trình Hy được. Cậu và cô ấy từ nhỏ đã là bạn thân. Tại sao cậu không thể lấy cô ấy? Người con trai, phải có hoài bão, tôi phải lập nghiệp, sao lại mải mê chuyện tình cảm? Hơn nữa, dì đợi tôi, đợi cái gì nữa? Bây giờ đi về làm đám cưới. Người đâu, trói Diệp Phàm lại cho tôi. Này dì, hãy nghe lời phu nhân đi. Đừng đừng, này, làm sao dì có thể trói tôi được? Cô là ai vậy? Cô sao xông vào đây được? Tôi là người hầu của Kiếm Hoàng, đến để giúp cậu. Kiếm Hoàng, ngài Kiếm Hoàng, ngày xưa một phút bất cẩn, mới bị Diệp Phàm phong ấn, giờ đây có được 4 viên ngọc tiên, chính là chìa khóa để giải phong, muốn phá vỡ, chỉ có thể hủy thân. Hóa ra là thế, tôi cứ thắc mắc, tại sao tôi không thể đánh vỡ ngọc tiên nhân của Lâm gia, hóa ra là vì tôi đã phá thân Lâm Như Tuyết, hiểu thì tốt, nếu như cậu có thể phá 3 mảnh ngọc tiên nhân kia. Kiếm Hoàng sẽ được tái ngộ ánh sáng, lúc đó, Kiếm Hoàng sẽ cai trị thiên hạ. Và cậu sẽ nhận được công lao lớn, chắc chắn sẽ là người dưới một người. Bây giờ nói cũng là vô ích. Diệp Phàm hắn ta đã lấy đi 3 mảnh ngọc tiên nhân, chỉ cần hợp đồng còn, ngọc tiên nhân hắn ta lấy đi cũng có thể lấy lại. Được, tôi sẽ liên hệ với 3 nhà lớn. Chỉ cần cậu làm việc tận tâm, thưởng cho cậu không thiếu. Trước mắt cho cậu nếm thử vị ngọt. Sao, chân tôi không đau nữa? Đã khỏi rồi. Sau khi xong việc, cậu có thể được trường sinh. Trường sinh. Triệu Cao Thịnh hắn ta gọi chúng ta tới đây để làm gì thế? Không biết. Chỉ nói rằng có việc quan trọng cần bàn. Triệu Cao thiếu, chưa đủ khổ sở sao? Cẩn thận kẻo hắn bày mưu xấu xa, vì vậy, lát nữa chúng ta phải thận trọng, để tránh lại bị lên con thuyền của tên nhóc đó. Triệu Cao Thịnh, chân cậu đã hồi phục rồi sao? Đây là ân sủng của Kiếm Hoàng, các vị gia chủ, tôi biết, các người đều có hoài bão lớn, nhưng, ở lại nơi nhỏ bé này, Thanh Châu, quả là lãng phí tài năng, tuy nhiên tôi có một phương pháp, có thể giúp các vị gia chủ, thăng hoa vượt bậc, bền vững lâu dài. Triệu thiếu cậu, lại nghĩ ra một bụng kế xấu sao, lại muốn kéo chúng tôi xuống đường cùng sao? Triệu thiếu, có gì nhanh nói ra, hãy nói để chúng tôi nghe này. Lật đổ Diệp gia. Triệu thiếu, sức mạnh của Diệp Phàm này, không phải là chưa từng thấy, đối đầu với Diệp Phàm, là đang tìm cái chết sao? Đúng vậy, đối đầu với Diệp gia, chúng ta chỉ có thể, không còn xương cốt, Triệu Cao Thịnh, cậu tự tìm đường chết. Đừng lôi kéo chúng tôi. Nếu tôi không có chắc chắn chiến thắng, tại sao lại gọi mấy người đến? Nếu có thể lật đổ Diệp gia, chia lấy tài sản của Diệp gia, thì chúng ta có thể tiến vào kinh thành, vút lên như diều gặp gió, hóa rồng, Triệu thiếu. Cậu có chắc chắn như thế nào? Chắc chắn cực kỳ, rất đơn giản. Thân, các vị chủ nhà, biết tại sao trong buổi đấu giá, không thể phá vỡ viên ngọc tiên, đó là bởi vì các cháu gái của các vị đều là người trong trắng. Nhưng nếu có thể phá trinh, vậy thì viên ngọc tiên nhân này sẽ tự hủy trái tim của Kiếm Hoàng, sẽ phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, Kiếm Hoàng sẽ quét sạch cả thế giới, Diệp Phàm chỉ là hạt bụi. Trong phút chốc sẽ tan thành mây khói, và Diệp gia cũng dễ dàng nằm trong tay. Đôi chân này của tôi là do Kiếm Hoàng chữa lành, dễ dàng như chơi, nhìn này, dùng sự trong trắng của cháu gái tôi, đổi lấy sự nghiệp vượt bậc của tôi. Giá này có chút, các vị gia chủ, tôi biết các người đang lo lắng điều gì, nhưng Diệp Phàm, chúng ta không thể đối phó được, nhưng Kiếm Hoàng đại nhân thì khác, Kiếm Hoàng là thân thể tiên nhân, dọn dẹp một Diệp Phàm, không phải dễ dàng sao, vì thế, chỉ cần giải thoát Kiếm Hoàng đại nhân, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, để bước chân vào đế kinh, chúng ta lật đổ Diệp gia, chia chác tài sản Diệp gia, đến lúc đó, việc các cháu gái của các người hiến thân, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể, hơn nữa tôi đã nói với Kiếm Hoàng. Chỉ cần các vị đồng ý, thì Kiếm Hoàng sẽ giải phóng thần lực, giúp các vị gia chủ, tu thành thân thể bất tử, không bao giờ suy tàn. Triệu thiếu, thật sự có thể sao? Tôi thề với trời. Và tôi còn cam kết với các
các vị gia chủ, không làm ô uế danh dự của các cô gái. Khi mọi việc hoàn tất, tôi sẽ tìm cho các cô gái một chàng trai từ Đế Kinh, nhà có điều kiện. Nếu thật sự như vậy, thì đây quả là chẳng khác gì một mũi tên giết ba con chim. Thứ nhất, cháu gái tôi có một nơi tốt để về. Thứ hai, chúng ta có thể thăng quan tiến chức và vào kinh thành. Thứ ba, có thể loại bỏ Diệp Phàm, trả thù nhục nhã ngày hôm qua. Triệu Thiếu, Trần gia tôi đồng ý. Mục gia tôi đồng ý. Vương gia tôi cũng đồng ý. Được. Diệp Phàm chờ đến khi Ngọc Tiên bị vỡ, đó chính là ngày tận số của ngươi. Không biết gì đang nghĩ gì, không khí thật là ngượng ngùng. Tôi nên nói gì bây giờ? Đệ tử chắc là ở trên núi quá lâu, đến yêu đương cũng không biết. Diệp Phàm, dù anh quyết định gì, tôi đều ủng hộ anh. Trình Hy, anh, tình huống gì thế này? Hợp đồng đã bị phá hủy. Kiếm Hoàng đại nhân sắp xuất hiện. Diệp Phàm, ta xem ngươi dùng gì để chiến đấu. Diệp gia, ta sẽ chiếm lấy. Ba gia tộc đã vi phạm lời thề, tánh xấu không đổi. Phong ấn kiếm cổ sắp vỡ, Kiếm Hoàng sắp xuất hiện trở lại. Kiếm Hoàng xuất hiện, thế gian này chắc chắn thành địa ngục, không có cách nào ngăn sao. Diệp Phàm có số mệnh phi thường, là thân thể rồng thực sự, chỉ cần tìm ra thân phượng thật, hai người kết hợp âm dương, có thể đối đầu với Kiếm Hoàng. E là không kịp nữa, chỉ còn 7 ngày, thời gian trôi qua nhanh, đi đâu để tìm thân thể phượng thật. Đây là gương côn lôn của tôi, sử dụng nó sẽ tìm được thân chân phượng. Bây giờ làm sao có thể, tôi không phải chân phượng, gương côn lôn không thể sai, cô chính là thân thể chân phượng. Thời gian eo hẹp, e là không kịp nữa rồi. Chỉ sư phụ mới đánh bại Kiếm Hoàng, nhưng sư phụ đang tu luyện, chúng ta không thể làm phiền. Tại sao sư phụ trước kia không triệt bỏ Kiếm Hoàng đi? Để trừ hậu hoạn, sư phụ tốt bụng chỉ niêm phong Kiếm Hoàng, hy vọng cô ta có thể thay đổi, nhưng không ngờ bản tính cô ta khó thay đổi, muốn loại bỏ cô ta khó lắm. Đệ tử, bản tính tốt không xấu, cậu là lá bài tẩy của tôi, để đối phó với Kiếm Hoàng chỉ cần hai người tìm rồng và phượng thật hợp lại, chắc chắn Kiếm Hoàng cũng sẽ phải kiêng dè. Tôi sợ rằng mình không làm được, sẽ cản trở Diệp Phàm. Kiếm Hoàng có một cơ hội để hối cải, đó là lòng nhân từ của sư phụ, tôi sẽ không cho cô ta cơ hội thứ hai. Trình Hy, tôi nguyện lấy cô làm vợ, và tại đây tôi thề yêu thương cô suốt đời. Kiếm Hoàng, ta sẽ đưa cô ấy về Tây Phương, sớm lên thiên đường. Viên ngọc của tiên nhân đã vỡ, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này. Xin chúc mừng Kiếm Hoàng, phá giải phong ấn, lại thấy ánh sáng mặt trời, mối thù của ta cũng nên được báo. Ta sẽ khiến cho thế gian này đau khổ, trở thành địa ngục trần gian, chờ ta thống nhất Giang Sơn. Cô sẽ là công thần lớn nhất, thuộc hạ nguyện theo ngài đến chết, hiến tạng xẻ não, không từ bỏ. Làm thế nào cô làm được vậy? Con trai Triệu gia ở kinh đô vốn không hợp với Diệp Phàm, tôi chỉ hơi ra tay một chút, anh ta đã phá vỡ sự nguyên vẹn của cô gái từ bốn gia tộc. Con người thật là tham lam không biết chán, ngươi làm rất tốt. Vị chủ nhân trẻ tuổi của Kiếm Tông hiện đang ở đâu? Bẩm bệ hạ Kiếm Hoàng, ngài ấy hiện vẫn ở Thanh Châu, sẽ sớm đến kinh đô. Ngài ấy là đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm Tông và cũng là mối đe dọa lớn nhất của ta, nhưng không thể phục vụ cho ta nên không cần giữ lại, ngươi hãy lập tức đến kinh đô ám sát Diệp Phàm. Vâng. Diệp Phàm, ban đầu ngươi và ta có thể tu luyện cùng nhau, cùng nắm giữ thiên hạ, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi tự không biết tận dụng, vì vậy đừng trách ta tâm địa độc ác. Mẹ nuôi, Kiếm Hoàng đột phá phong ấn, làm sao có thể như vậy? Hồn Ngọc Tiên đã vỡ vụn hết, trong 7 ngày Kiếm Hoàng sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời. Dương gia chúng ta ở Đế Kinh đã có hàng trăm năm, sức mạnh đã ăn sâu vào gốc rễ. Đối phó Kiếm Hoàng
Không phải là khó, mẹ nuôi, kiếm hoàng là tổ của vạn kiếm, chỉ trong một cái chớp mắt có thể làm người ta tan thành tro bụi, người phàm, không phải đối thủ của bà ta. Ta nói cho con, Diệp gia có thể làm gì cho con? Con đang ở ngay trung tâm của cơn xoáy, cháu phải ra mặt đối mặt, mẹ nuôi, con muốn tiếp quản Diệp gia, đối mặt với mọi chuyện sắp tới. Diệp phàm, ta đã chờ câu này của con quá lâu rồi, hợp đồng đã được soạn sẵn, chỉ cần con ký tên, con có thể ngay lập tức tiếp quản Diệp gia. À mẹ nuôi, bây giờ con tiếp quản Diệp gia, chỉ là không muốn các người vì con mà rơi vào khó khăn và mất mạng. Đồ quỷ sứ này bây giờ vẫn còn xa lánh mẹ như vậy. Ta nói với con, dù là kiếm hoàng hay kiếm thánh, chúng ta đều sẽ ủng hộ con. Con phải nhớ, Diệp gia luôn là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho con. Con có kiếm tông. À, mẹ kế, con sẽ đính hôn với Trình Hy. Con thực sự sẵn lòng đính hôn với Hòa Trình Hy. Thật tuyệt vời, ta nói với con là người kế thừa Diệp gia. Con sẽ sớm tiếp quản Diệp gia, con cũng là tương lai của kiếm tông. Tiệc đính hôn của con phải được tổ chức chưa từng có, gây chấn động cả nước, không cần phải trọng thể đến vậy, chúng ta là người Diệp gia, tất nhiên phải trọng đại. Phải tổ chức tiệc đính hôn. Các người lập tức chuẩn bị đi, nếu có sơ suất, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Diệp phàm, Trình Hy là một cô gái tốt, con nhất định không được lơ là cô ấy. Mẹ yên tâm, con tự nguyện kết hôn với Trình Hy, con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Con là người ta tự tay nuôi nấng, và cũng là người ta dày công đào tạo. Vì vậy ta cảm thấy, chỉ cần có hai đứa, Diệp gia của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên. Anh tin em cũng tin anh. Chuẩn bị, được rồi, đừng trước mặt chúng tôi tình tứ như thế, đợi đến 7 ngày sau, trong tiệc đính hôn, hai người cứ tình tứ đi, tất cả nghe theo mẹ. Diệp chủ, Diệp phu nhân. Có một người phụ nữ muốn gặp tiểu chủ. Người phụ nữ? Diệp phàm, chẳng lẽ là con? Không phải con chẳng làm gì cả. Ai đến đó? Là người của Lâm gia ở Thanh Châu, Lâm Thi Hàn, cho cô ấy vào đi. Vâng. Bà Diệp. Chào buổi tối, nhà các người, thật là tốt, để các người tuân thủ lời thề tiên nhân, các người lại dám tự ý vi phạm, các người không suy nghĩ đến hậu quả à? Xin lỗi bà, tôi đặc biệt đến để xin lỗi, ngày đế vương xuất hiện, thảm họa lớn sẽ đến với nhân gian, lời xin lỗi của cô có ích gì, Diệp Phàm đã có bạn gái rồi, cô ấy và Diệp Phàm rất hợp nhau, các ngươi bốn đại gia tộc, qua sông phá cầu, bội ơ phụ nghĩa. Ngươi còn dám đến tìm, không phải. Tôi biết là ông nội và chị gái làm không đúng, nên mới đến xin lỗi, mong các người có thể tha thứ cho chúng tôi, nếu cần bồi thường, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ngươi ở Lâm gia, còn không có quyền nói, ngươi muốn dùng cái gì để bồi thường? Sư phụ, thôi, mọi chuyện đã đến nước này, trách cô ấy cũng vô ích, không cần cô bồi thường. Về đi. Triệu Cao Thịnh dẫn chị gái tôi và ba vị chủ nhà lớn đến kinh thành. Hóa ra là Triệu Cao Thịnh đang gây rối. Triệu Cao Thịnh, con trai Triệu gia ở kinh thành, chính là hắn, tại buổi đấu giá, khắp nơi gây khó dễ cho sư đệ của ta. Triệu Cao Thịnh này, dùng quyền lực của Diệp gia để kiêu ngạo ngang ngược bên ngoài, còn nói gì nữa về mối quan hệ thân thiết với Diệp gia. Thế mà vẫn có người tin vào những lời dối trá của hắn. Diệp phàm, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ về Triệu Cao Thịnh, làm thế nào hắn biết cách để phá giải phù đồ tiên nhân? Đúng, phương pháp này chỉ có sư phụ và chúng ta biết. Triệu Cao Thịnh là một phàm nhân, làm sao biết được bí mật của phù đồ tiên nhân? Có lẽ có điều gì đó khác ẩn giấu. Liệu Triệu Cao Thịnh có đang cấu kết với kiếm hoàng? Điều đó có thể. Sư tỷ, làm phiền tỷ một chuyến, điều tra rõ ràng việc này. Được, ta đi ngay. Có cần người khác mời cô ra ngoài không? Cảm ơn cô đã cung cấp manh mối, cô có thể về trước. Tôi biết phải làm gì rồi. Về phần Lâm gia, tôi sẽ xử lý tình hình một cách thích hợp. Cảm ơn Diệp thiếu. Triệu Cao Thịnh và ba gia tộc lớn có vẻ như đang âm mưu điều gì đó.
con tuyệt đối không thể chủ quan, như vậy. Ta sẽ phái người, bảo vệ con 24 giờ. Không cần, Triệu Cao Thiếu và những người này, chưa đủ sức làm hại con. Chỉ là, con lo lắng, hắn sẽ dẫn người đến quậy phá tiệc đính hôn của con. Diệp Thiếu thật sự rất anh hùng phi thường, Diệp gia dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiếu, như mặt trời ở giữa trời, cặp đôi mới này tài sắc vẹn toàn, thực sự là trời sinh một đôi, cặp đôi tuyệt đẹp. Xin chúc mừng bà Diệp, Diệp Thiếu xuống núi không lâu, đã kết duyên tốt đẹp, và sắp sửa tiếp quản, Diệp gia, thật là vui mừng gấp đôi, cảm ơn các vị đã đến, không có gì, có thể tham dự, tiệc đính hôn của Diệp Thiếu, đó là phước lành của chúng tôi, cảm ơn. Chúc mừng bà Diệp, chúc mừng bà Diệp. Quý vị hiện diện, ăn ngon uống tốt, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, xin hãy thông cảm. Bà Diệp, chúc mừng. Xin hỏi cậu là. Tôi là Trần Cao Thịnh, phụ thân tôi không thể rời bỏ công việc, đặc biệt nhờ tôi đến đây chúc mừng, cảm ơn. Người trên 30, nhìn như mới 20. Đặc biệt là mùi vị của phụ nữ trưởng thành, chờ đợi sự sụp đổ của Diệp gia. Tôi nhất định phải đưa cô vào hậu cung của mình. Làm sao, cậu còn việc gì nữa không? Quả thực tôi có một việc, mong bà Diệp có thể đồng ý, có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, tôi muốn Diệp gia từ bỏ vị trí ở Đế Kinh. Để cho chúng tôi những nhà giàu ở Đế Kinh, chia sẻ nguồn lực của Diệp gia, chia đều cả thiên hạ. Tên nhóc này, dám đến Diệp gia làm loạn. Ngươi không muốn sống nữa à? Hướng Nam, không được bất lịch sự với khách. Hôm nay, là ngày vui lớn của Diệp Phàm. Tôi không mong muốn bất kỳ ai, làm hỏng tiệc đính hôn của cậu ấy. Câu này cậu nói sai rồi. Bầu trời của Đế Kinh, không bao giờ có thể, thuộc về riêng ai, nó thuộc về nhân dân. Thì làm sao chúng tôi Diệp gia, có thể nói là nhường nhịn được. Bao nhiêu năm qua, Diệp gia nắm giữ vô vàn tài nguyên, độc quyền kinh tế, hành xử ngang ngược. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta muốn kiếm tiền, chỉ có thể ăn phần dư thừa của họ. Chúng ta cùng là gia tộc lớn của Đế Kinh, tại sao phải như vậy? Cậu có phải đã điên không? Lại dám công khai đứng lên, chống lại Diệp gia, không biết trời cao đất dày, chỉ là Triệu gia mà dám đối đầu với Diệp gia. Nhưng những gì Triệu Thiếu nói, cũng có lý, Diệp gia, suốt hàng trăm năm nay luôn là, thế lực không ai dám lay chuyển tại Kinh Đô, tình trạng độc tôn này, đã đến lúc có người. Thay đổi. Sự vinh quang hôm nay đều do tổ tiên gian khổ xây dựng nền tảng. Diệp gia chưa bao giờ muốn độc quyền bất kỳ ngành nào. Tôi cũng không có ý định chặn đường sống của mọi người, nhưng để gia đình các người Diệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, con đường sống của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị chặn lại. Vì vậy để chúng ta có thể tiếp tục sống sót lâu dài, hôm nay tôi mời mọi người ở đây cùng tôi chống lại Diệp gia. Triệu Thiếu, nói đúng, Diệp gia lớn mạnh, quyền lực ngập trời, nếu cứ thế này, chúng ta khó mà tìm được lối thoát. Đúng vậy, Diệp gia, nên bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Rời khỏi Kinh Đô, cùng nhau chia sẻ thiên hạ. Gia chủ Hồ gia, 3 năm trước công ty ông khủng hoảng tài chính, nếu không phải Diệp gia giúp đỡ, bây giờ ông, có lẽ vẫn đang ở trong tù. Gia chủ Tôn gia, năm ngoái con gái ông, viêm ruột thừa cấp tính, nhưng là dùng máy bay trực thăng của tôi, đưa cô ấy đến bệnh viện. Mới cứu được mạng sống của cô ấy. Các vị có mặt ở đây đều ít nhiều có quan hệ với Diệp gia dù sâu hay nông. Nếu không phải Diệp gia giúp đỡ, hầu hết mọi người đều không thể có gia nghiệp hiện tại. Bây giờ các người phải liên kết lại để chống lại Diệp gia. Là bắt nạt nghiệp gia tôi không có người, hay là cảm thấy người Diệp gia dễ bắt nạt? Về việc này thôi bỏ qua đi, tôi cũng không tính toán với các vị. Nếu hôm nay có ai phá hoại tiệc đính hôn con của tôi sẽ không tha thứ dễ dàng. Tô Thu Vận, nếu không phải vì Diệp gia của cô có kiếm tông hậu thuẫn. Các vị, những ngày gần đây, nhé, tôi cũng chỉ tình cờ, nhận được một tin tức. Hóa ra tổ tiên chúng ta, đều đã thề, trung thành với kiếm tông. Nhưng cũng chính vì vậy, dưới sự nghiệp động viên này, kiếm tông mới có thể trường tồn không suy. Nhưng từ hôm nay, Triệu gia của tôi tuyên thệ, không còn trung thành với kiếm tông, nếu có sự phản bội, như chiếc cốc này. Triệu Cao Thịnh. Ban đầu, tổ tiên các người cầu xin kiếm tông bảo hộ, và thề trung thành với kiếm tông. Bây giờ, các người danh tiếng lừng lẫy, giữ vị trí cao, hưởng thụ vinh hoa phú quý, không những không đền đáp,
lại còn dám phản bội kiếm tông, đừng dùng kiếm tông để dọa tôi, lời thề ngày xưa là của tổ tiên, có liên quan gì đến tôi, phụng sự kiếm tông bao nhiêu năm, chúng tôi đã nhận được gì, không sai, bảo vệ mọi người vinh hoa phú quý, nhưng vinh hoa ngày nay của các ngươi, toàn bằng sự nỗ lực của chính mình, điều này có liên quan gì đến kiếm tông, Lâm Như Tuyết, lại là cô, kiếm tông của tôi, làm sao là nơi, cho người như cô sỉ nhục. Chờ đã, không trách hôm nay cậu muốn phá hoại tiệc đính hôn của Diệp Phàm, hóa ra là không hài lòng với sự đền đáp của kiếm tông đối với cậu. Cậu thật sự là tham lam không biết chán. Chuyện xưa hàng trăm năm trước tôi cũng biết một chút. Kiếm tông hút vận may của các người là thật, bảo vệ các người cũng là thật, tôi muốn tài sản của Diệp gia là thật, sự không hài lòng với kiếm tông cũng là thật. Hôm nay nếu cô muốn tiệc đính hôn này tiếp tục diễn ra thì hãy giao nộp đất thánh của kiếm tông và giải tán kiếm tông ngay lập tức. Cả thiên hạ chín châu sao phải cần tiên nhân che chở, chỉ dựa vào ngươi, còn mộng tưởng đại diện cho chín châu, ngươi thật biết chọn nơi, biết rõ đây là đất linh của kiếm tông, tụ hợp linh khí trời đất, muốn chiếm làm của riêng, ngươi nói bậy. Tôi muốn cùng mọi người chia sẻ đất linh này. Nếu kiếm tông không dạy chúng ta phương pháp trường sinh thì chúng ta tự tu luyện, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng trường sinh sao? Đất linh của kiếm tông ta không nhường một tấc. Bên ngoài tình hình thế nào, chắc chắn là Trần Cao Thịnh đã dẫn người đến gây rối. Mẹ một mình ở bên ngoài, chúng ta có nên đi giúp không? Tôi cũng muốn ra ngoài mà, nhưng mẹ đã nói, hôm nay không giải quyết xong chuyện này. Nếu muốn ra ngoài, chúng ta hai người chỉ có thể. Diệp Phạm ca ca, anh không cần căng thẳng. Chúng ta hãy gấp rút hoàn thành. Diệp Phạm ca ca, anh không cần quá căng thẳng. Nếu anh không thích em, sau khi giải quyết xong kiếm hoàng, em sẽ chủ động rời xa anh, không còn làm phiền anh nữa. Không phải Trình Hy, anh không ghét em, anh chỉ cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, bây giờ anh chưa sẵn sàng. Diệp Phạm, em nhớ hồi nhỏ, chúng ta chơi cùng nhau, nhất là khi chơi trò gia đình, anh đóng vai bố, em đóng vai mẹ. Từ đó trở đi, em đã luôn mơ về cuộc sống như thế. Lúc đó còn nhỏ mà, dù sao cũng chưa hiểu chuyện. Diệp Phàm, anh biết tất cả. Anh còn dạy em cách hôn nữa kìa. Mọi người đã thấy đấy chứ, cái gọi là môn phái kiếm chính thống, chỉ là muốn lừa lấy vận may của chúng ta mà thôi. Các ngươi môn phái kiếm nói là muốn bảo vệ chín châu đại hạ nhưng lại không ban cho chúng ta sự bất tử. Kiếm chính thống ích kỷ như vậy, chúng ta còn cần tin tưởng gì nữa? Nếu kiếm chính thống không thể ban cho chúng ta sự bất tử, thì Hồ gia sẽ không còn thờ cúng. Tôn gia cũng không còn thờ cúng kiếm chính thống. Tôi đã hiểu ra rồi, bộ mặt tiểu nhân của các ngươi, như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Kiếm chính thống Ninh Thanh Nhi, xin trời đất chứng giám, Triệu gia ở Kinh Thành, Tôn gia, Hồ gia, Hà gia, Quách gia, từ nay không còn được sự bảo hộ của kiếm tông, trời đất làm chứng. Không được phép hối hận. Kiếm trời xuất, vận mệnh, tuyệt. Gia chủ. Máu, là máu. Sao lại thế này? Triệu thiếu, sao lại thế này? Chắc chắn là Ninh Thanh Nhi dùng thủ đoạn ma thuật, ngây ngô, đây là ngươi, hậu quả của việc phản bội tông phái kiếm, từ nay về sau, các người sẽ hứng chịu. Triệu thiếu, ngài nhất định phải cứu tôi, Triệu thiếu, chúng tôi đã thể hiện quyết tâm, ủng hộ ngài, ngài không thể bỏ mặc chúng tôi, vội gì, giải quyết xong chuyện hiện tại, tôi tự sẽ cứu các người, Triệu Cao Thịnh, chỉ là một phàm nhân, làm sao cứu họ, tôi không thể cứu họ, nhưng tôi có, sự bảo hộ của đế đao, kiếm tông vô đạo. Hút máu chúng ta bằng lễ vật, bấy nhiêu năm nay, nhưng không làm tròn trách nhiệm bảo hộ. Kiếm tông như thế, không cúng cũng được. Mọi người ạ, đế đao đã tỉnh, dưới trời này, chỉ có nàng là tôn quý nhất. Người theo đế đao, sẽ được phú quý, hưởng không hết. Đế đao huyền thoại, sắp phá vỡ phong ấn. Thảm rồi, chín châu chắc chắn, sẽ lao đao, kiếm tông và Diệp gia, sẽ bảo vệ chúng ta.
Diệp gia đã không tự bảo vệ nổi mình, lấy gì để bảo vệ các ngươi? Triệu Cao Thịnh đang lừa dối mọi người đừng hoảng sợ. Tôi lừa dối mọi người ư? Phù đồ tiên nhân đã vỡ, đại nhân kiếm hoàng sắp trở lại, ai có thể giấu được? Và ta nói cho người biết, đúng vào đêm nay, trăng tròn, trăng khuyết, âm vịnh dương suy, kiếm hoàng xuất thế, thống nhất chín châu. Cái gì? Kiếm hoàng đêm nay sẽ xuất hiện? Mọi người yên tâm, tôi của kiếm tông là Ninh Thanh Nhi, chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người, không để yêu ma phá hoại. Ninh Thanh Nhi, với sức mạnh như cô có thể bảo vệ được ai? Tuy rằng tôi không mạnh bằng đồ đệ, nhưng để đối phó với ngươi, vẫn là dư sức. Mọi người có thấy không, đây chính là bộ mặt của kiếm tông, không nghĩ đến, cách đối phó với kiếm hoàng, chỉ dám, bắt nạt một người phàm tục, phải không? Mọi người hãy tin tưởng kiếm tông, tin tưởng con trai tôi, chắc chắn không để kiếm hoàng, làm tổn thương các ngươi. Diệp Phàm à, hắn cũng chỉ bắt nạt, người bình thường như tôi thôi, đừng mong hắn đối phó được kiếm hoàng, chỉ là mộng tưởng. Mọi người, tôi lại nói với các người, chờ đến khi kiếm hoàng xuất thế, thì đã muộn. Triệu Thiếu, tôi sẵn sàng gia nhập các người, kiếm hoàng xuất thế, theo kiếm hoàng, thật là quyết định sáng suốt. Đúng rồi, và tôi còn muốn nói với mọi người, hiện nay những người theo kiếm hoàng, sẽ có được sự trường sinh. Kiếm hoàng, thực sự có thể ban cho chúng ta sự trường sinh, tất nhiên có thể. Ngoài ra, chờ đến khi đế kiếm, đoạt được Diệp gia ẻ và kiếm tông, những gì họ sở hữu, mọi tài nguyên và tài sản, chúng ta đều có thể chia sẻ, gia nhập với đế kiếm. Các người không sợ bị trời phạt sao? Tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng, giao ra tất cả tài sản của Diệp gia, nhường đất Linh kiếm tông. Ta có thể xin đế kiếm tha cho mạng sống của các người, để bà ấy bỏ qua cho các người. Mơ đi, được, nếu các người muốn chết, thì ta sẽ thành toàn, hôm nay. Các ngươi đều phải chết, thì ta sẽ giết ngươi trước. Đại sứ quân, cứu tôi. Triệu Thiếu. Chỉ bằng ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của ta, nói lớn mà không xấu hổ, kiếm hoàng ta không đối phó được, một tên tay sai, ta còn không đối phó được sao? Vị hoàng đế của chúng ta sắp xuất hiện, sức mạnh của ta cũng theo đó tăng lên, chỉ bằng ngươi. Vị hoàng đế của chúng ta sắp xuất hiện, kẻ tôi mệnh này sẽ được bất tử, chúng tôi nguyện tận tâm phục vụ đại kiếm hoàng. Chúng tôi sẵn lòng phục tùng đại nhân kiếm hoàng. Cứng đầu cứng cổ, chỉ có con đường chết, quỳ xuống là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Ta khinh, yêu ma quỷ quái, cũng muốn ta quỳ xuống cầu xin. Nhà giàu đế kinh, ủng hộ nhà giàu đế kinh, tính là cái gì? Giết cô ta, còn không cần, đại nhân kiếm hoàng tự mình ra tay. Ai nói không ai ủng hộ kiếm tông, nhà tôi và kiếm tông, cùng tiến thoái. Tôi nữa, Chu Trung Cảnh. Và tôi nữa, hãy ngồi xuống, một đám người vô tổ chức, đám người vô tổ chức. Đại sứ quán ngài, họ, cứng đầu không chịu thay đổi, chết không đáng tiếc. Đại sứ quán. Xúc phạm đến đại đế kiếm hoàng, ngài hãy nhanh chóng xử tử họ đi, cô đang dạy ta làm việc à? Đại sứ quán, không dám. Còn 10 phút nữa, sau 10 phút, hoàng đế của chúng ta sẽ tự mình xuống trần, những kẻ không phục tùng, sẽ bị giết không tha. Diệp Phàm, các người phải nhanh lên. Ta thấy ngươi vui mừng hơi sớm rồi, đồ đệ của ta là con rồng thật sự. Chỉ cần cậu ấy và Trân Phượng bước vào cảnh giới tiên lục, dù là đế vương kiếm, cũng không phải đối thủ. Cái gì mà rồng thật phượng thật, lừa bịp trẻ con còn được, đừng nghĩ lừa chúng tôi. Mơ tưởng, đúng vậy, bây giờ đã qua rất nhiều thời gian rồi, Diệp Phàm vẫn chưa đến, chắc là sợ hãi, không dám đến nữa. CC ông ả khốn khiếp, đồ đệ của ta đâu có chạy đâu, thì sao chứ, chỉ cần Diệp Phàm dám xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ trở thành hồn ma giới kiếm của đế kiếm, trước tiên hãy trở thành hồn ma giới kiếm của ta đã. Cái gì mà rồng thật, phượng thật, trước mặt đế kiếm, chẳng là cái gì cả, phục tùng là lựa chọn duy nhất của các ngươi, quỳ xuống không, nhìn khắp đại hạ, không ai có thể khiến ta quỳ gối, các ngươi, không xứng. Chết đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải, đợi khi đế kiếm hiện thế, Diệp gia thành bình địa, khi ấy là lúc xác chết như núi máu như sông, ta xem ai còn có thể tha thứ cho ngươi. Tô Thu Vận, tôi thấy chị vẫn còn sức quyến rũ đấy, nếu không thế này nhé,
chị quỳ xuống đây, ngoan ngoãn phục tùng tôi có thể để chị sống sót. Triệu thiếu, sao anh cũng thích cả phụ nữ lớn tuổi? Tôi chỉ thấy cô ấy có chút sắc đẹp, để cô ấy làm hầu gái cho tôi. Diệp thiếu đến. Con trai, mẹ xuống nghỉ ngơi trước đi. Sư đệ. Triệu Cao Thịnh, làm loạn ở nhà Diệp gia, ngươi có bao nhiêu cái đầu? Diệp Phàm, đại nhân kiếm hoàng sắp xuống thế, chúng ta đều đã quy thuận kiếm hoàng thiên nhân, hợp lực với các gia tộc lớn ở kinh đô, ngươi nghĩ chúng ta còn sợ ngươi sao? Dù các ngươi đông người thế nào, trong mắt ta, chẳng qua là những con chó. Sư tỷ, đây, nhớ mặt mỗi người ở đây, sau khi xử lý xong kiếm hoàng, sẽ không tha cho ai, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, đã sắp chết vẫn không biết hối cải, hãy nghĩ xem làm sao để tự bảo vệ mình, Diệp gia của các người, và kiếm tông, Diệp Phàm, kiếm hoàng đang sắp đến, ta có thể cho các người, một cơ hội cuối cùng, điều kiện vẫn như cũ, nhường lại đất linh của kiếm tông, giao nộp toàn bộ tài sản của Diệp gia, ta có thể để các ngươi sống sót, nếu không, chỉ với các ngươi cũng xứng, không biết điều, phải không, vậy thì các ngươi đều phải chết. Tham lam tài sản của Diệp gia, hành hung nặng nề sư tỷ của ta, nói lời cay độc với mẹ của ta, các ngươi đều phải chết. Con khốn này, ngươi dám cản ta, còn dám đánh, đây là đại sứ đặc biệt của kiếm hoàng, sức mạnh không phải dạng vừa. Kiêu ngạo nhưng phải trả giá, rất thuận tiện, Diệp Phàm với ngươi nói chẳng qua là, vẫn luôn nói điều điên rồ, chúng ta không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo nữa, hai bên sẵn sàng chiến đấu, đều không dễ chịu, ai sẽ thắng, chắc chắn là đại sứ của kiếm hoàng, dù đại sứ thua, sau lưng vẫn còn kiếm hoàng chống lưng, chúng ta hãy thoải mái xem kịch, không cần lo lắng. Hôm nay xuống trần, chắc chắn không thoát được cái chết, chúng ta hôm nay đã đặt cược đúng, thống nhất chín châu, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được trường sinh, không bao giờ tuyệt diệt. Có kiếm hoàng, còn thờ gì kiếm tông, tôn trọng gì Diệp gia nữa, phí tiền của tôn gia, thật là trò cười, buồn cười, sức mạnh của đồ đệ tôi, làm sao các người này, những người phàm tục có thể đoán được, các người, thấy lợi quên nghĩa, những kẻ tiểu nhân hèn hạ, và chờ tôi, đợi đến khi tôi xử lý xong kiếm hoàng, sẽ đến lúc các người chết. Ninh Thanh Nhi, ngươi là kẻ thua cuộc, đừng có ở đây mà nói nữa, ngươi thật là tự cao tự đại, ngay cả sư tỷ của ngươi, cũng không phải là đối thủ của đại sứ quân, đánh như một con cờ hó, không thể thắng được, thế tôi sẽ làm cho cô thất vọng, trong vài phút, tôi có thể nghiền nát cô ấy. Khí thế mạnh mẽ quá, đe dọa được đại nhân kiếm hoàng, quả nhiên là chủ nhân tương lai của kiếm tông, đại sứ, xin hãy ra tay ngay. Đại nhân kiếm hoàng sắp xuất hiện, không thể để Diệp Phàm phá hoại kế hoạch của đại nhân kiếm hoàng. Đồ đệ cẩn thận, kiếm hoàng phá ấn, những người dưới trướng không thể xem thường. Không thể trụ được cả một hiệp, đại sứ kiếm hoàng không thắng nổi Diệp Phàm, làm sao có thể như vậy? Không lẽ thật sự có thể loại Long Phượng chân chính? Tôi còn chưa bắt đầu dùng sức, sao cô lại ngã rồi? Diệp Phàm, tôi sẽ giết ngươi. Chết! Đến lượt ngươi, Diệp Phàm. Ngươi không thể động vào ta, nếu ta chết, tất cả mọi người ở đây hôm nay, đều phải chết. Diệp Phàm, ngươi không thể giết ta, nếu không cả kiếm tông và Diệp gia sẽ chết. Triệu Cao Thịnh, bái kiến kiếm hoàng đại nhân, đứng dậy, cảm ơn đại nhân. Kiếm hoàng đại nhân đã đến, các ngươi còn chưa mau quỳ xuống, bái kiến kiếm hoàng đại nhân. Diệp Phàm, đã giết người hầu của ngài, không nghe lời tôi khuyên, quyết tâm đối đầu với ngài. Tôi có thể làm chứng, kiếm hoàng, Diệp Phàm, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu ngươi vẫn muốn sống, thì hãy nhanh chóng quỳ xuống, trước mặt kiếm hoàng đại nhân, Diệp Phàm. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Kiếm hoàng đại nhân đã đến, các ngươi còn không mau quỳ xuống, nghênh đón kiếm hoàng đại nhân, Diệp Phàm, nếu ngươi vẫn muốn sống, thì mau quỳ xuống, trước mặt kiếm hoàng đại nhân. Cô ta, cũng xứng, Diệp Phàm, khi đại nhân kiếm hoàng chưa đến, ngươi ngông cuồng cũng được, bây giờ kiếm hoàng đại nhân, đã đến, ngươi, sắp chết rồi, Diệp Phàm, trong khi kiếm hoàng đại nhân chưa giận, hãy quỳ xuống đi. Đánh thắng sứ giả của kiếm hoàng, đừng tưởng là đối thủ của kiếm hoàng, mau quỳ xuống đi, im đi, các ngươi cũng dám chỉ trích ta. Ngỗng chết vẫn cứng miệng, không cứu được rồi, sự cố chấp của ngươi, sẽ liên lụy đến gia đình ngươi, đã đến lúc này rồi. Chờ kiếm hoàng đại nhân ra tay, tôi xem, ai cứu được anh. Diệp Phàm hắn không nghe lời khuyên, quyết tâm đối đầu với ngài, xin ngài hãy ra tay, dạy dỗ cho anh ta một bài học.
Diệp Phàm, ban đầu chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, trở thành chủ nhân của thiên hạ. Nhưng ngươi đã không nắm bắt cơ hội này của ta. Bây giờ không ai có thể cứu ngươi. Diệp Phàm, ngươi đã mất trinh tiết. Diệp Phàm, ngươi đã mất trinh tiết, vì ngươi đã mất dương khí. Không cần phải giữ lại nữa. Kiếm Hoàng đại nhân đã ra tay, Diệp gia và Kiếm Tông, xong đời rồi. Kiếm Hoàng, cô đang muốn sử dụng khí chân long trong người tôi, để nâng cao sức mạnh của cô, phải không? Ngươi đã phát hiện ra, không sao, không có khí chân long, ta vẫn có thể diệt Kiếm Tông. Có tôi ở đây, thì cô không phải đối thủ tôi đâu. Năm đó sư phụ tôi có thể phong ấn cô, hôm nay Diệp Phàm tôi cũng có thể làm được. Kiêu ngạo. Nếu cô không tin, cứ thử xem. Chỉ cần mình tôi. Làm sao? Sao lại thế này? Kiếm Hoàng đại nhân không phải là đối thủ của Diệp Phàm, không thể nào, Kiếm Hoàng đại nhân không thể thua Diệp Phàm. Không ngờ sức mạnh của ngươi đã trở nên kinh khủng như thế, đây mới chỉ là một đòn của tôi, cô đã không thể chịu được. Tiểu Phàm ca ca, Kiếm Hoàng huyền thoại này, sao lại không xứng với tiếng tăm như vậy? Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng, đừng tự mãn quá sớm, nói nhiều thật, bây giờ tôi sẽ loại bỏ cô. Kiếm Hoàng. Thế mà lại để cô ta chạy mất. Cô ta đã bị thương nặng, không chạy xa được, Kiếm Hoàng phải mất một thời gian khôi phục. Bây giờ, còn có việc quan trọng hơn, Diệp Hiếu, sự việc này bắt nguồn từ Triệu Cao Thịnh, chính anh ta đã kích động chúng tôi. Đó là Triệu Cao Thịnh dùng lời mê hoặc, khiến chúng ta tin là thật, các ngươi những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, các ngươi thế mà phản bội Triệu Thiếu. Triệu Cao Thịnh, ngươi đã làm chúng tôi khổ sở. Diệp Phàm, tôi đã sai. Diệp Phàm, tôi đã sai. Tin theo lời dụ dỗ của Kiếm Hoàng, sau này tôi sẽ không đối đầu với Diệp gia nữa. Muốn xin tha hả? Ngày xưa ngươi đã làm nhục ba cô gái, ngươi có tha cho họ không? Bây giờ mới biết xin tha, muộn rồi. Đúng là tôi tồi tệ hơn cậu. Tôi không nên hại ba cô gái đó. Triệu Cao Thịnh. Hóa ra, ngươi đã lừa chúng ta suốt. Tên không bằng cầm thú này. Trả lại sự trong sạch cho cháu gái ta. Phải không, ngươi đã hại cháu gái ta, đứng lên, các ngươi đủ rồi, là ba người các ngươi, chủ động giao cháu gái, giờ lại trách móc hắn, việc này có liên quan gì đến cô? Đủ rồi. Giết ngươi, ta còn thấy bẩn tay mình, từ bây giờ trở đi, Triệu gia, rời khỏi kinh thành. Anh có phải hơi quá đáng không? Anh làm như vậy, không phải đang đẩy Triệu Thiếu đến đường cùng sao? Thì sao chứ, Triệu Cao Thịnh, làm những chuyện bậy bạ, chết 100 lần cũng không đáng tiếc, bây giờ tha cho anh ta, còn không biết đủ. Triệu Thiếu đã biết lỗi, tại sao các người cứ ép người ta, không buông tha, người Diệp gia các người, chẳng lẽ không có chút khoan dung nào sao? Khoan dung là dành cho bạn bè, Triệu Cao Thịnh, hắn không bằng lợn chó, và còn cô, tôi chưa tính toán với cô, vì đã tự ý hiến thân, và phá hỏng viên ngọc tiên, thân thể của tôi do tôi quyết định. Tôi muốn cho Triệu Thiếu, anh không có quyền can thiệp, im đi. Lâm Như Tuyết, cô muốn chết sao, đừng lôi kéo tôi. Lâm Như Tuyết, cô muốn chết, đừng kéo tôi vào, Diệp Phàm, tôi sẽ rời khỏi kinh đô ngay lập tức, và không bao giờ quay lại. Triệu Cao Thịnh là người, khởi xướng sự việc này, hắn suýt nữa đã kéo chúng ta vào, Triệu gia phải bồi thường, Triệu Cao Thịnh, tất cả tài sản của Triệu gia phải giao ra, các người đừng quá đáng. Diệp gia đã đối xử không tồi với chúng ta, ngươi lại phản bội Diệp gia, Diệp Thiếu tha cho ngươi, không có nghĩa là chúng ta tha cho ngươi, nếu không, đánh gãy chân ngươi, tôi đã xin lỗi rồi. Chúng ta đi thôi, tôi xem ai dám ngăn cản. Cậu đứng lại cho tôi, ông, Triệu Cao Thịnh, hắn là một tên khốn, bây giờ quyền lực của hắn đã suy yếu, ông. Cháu thích Triệu Thiếu, không quan tâm anh ấy trở thành thế nào, cháu vẫn thích, cháu muốn làm tôi tức chết à. Nếu hôm nay cháu theo hắn ta đi, thì đừng bao giờ quay trở lại. Đi thôi. Chúng ta đi ngay bây giờ. Xin lỗi, xin lỗi.
Đây. Lão Lâm, mọi người, gia tộc Hào Môn Đế Kinh, chuyện nợ nần giữa chúng ta, Diệp Thiếu, tôi Tôn Mỗ không biết gì, tin theo Triệu Cao Thịnh, suýt nữa đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, Tôn gia tôi sẵn sàng đưa ra 100 tỷ tiền mặt làm quà mừng, xin Diệp Thiếu tha thứ, tôi cũng bị Triệu Cao Thịnh mê hoặc, Hồ Mỗ cũng sẵn sàng dâng lên 100 tỷ, chỉ 100 tỷ, tôi còn chẳng để vào mắt. Vì thấy các người có thái độ nhận lỗi tốt, tôi có thể bỏ qua lần này. Cảm ơn Diệp Thiếu và các người, đừng tái phạm lỗi lầm hôm nay, nghe thấy không? Ba người các người, định đi đâu vậy? Trần gia chủ, Mục gia chủ, Vương gia chủ, món nợ giữa chúng ta, chưa tính xong phải không? Ngài muốn tính thế nào cũng được. Tất cả nghe theo Diệp Thiếu. Diệp Thiếu nói đúng, lần trước ở cuộc đấu giá, tôi đã tha cho các người một lần rồi. Các người dám, làm liều như vậy, các người muốn làm hại gia tộc mình sao? Diệp Thiếu, một bước sai lầm thành hận muôn đời, chúng tôi mù quáng, không phân biệt đúng sai, tôi sẵn sàng giao nộp tất cả tài sản của Vương gia. Tôi, Mục gia tôi, cũng sẵn sàng dâng hiến toàn bộ tài sản, Trần gia tôi, cũng sẵn lòng. Được rồi. Tôi không cần tài sản của các người, quyên góp cho quỹ từ thiện. Gì cơ? Cái gì, làm sao? Đây là Diệp Thiếu, cho chúng ta một chút phẩm giá cuối cùng. Đưa tiền cho quỹ từ thiện, coi như chuộc lỗi cho hành vi của chúng ta, chuộc tội. Đúng rồi, Diệp Hiếu đã không tận diệt chúng ta, đã thể hiện lòng khoan dung, Mục gia tôi sẵn lòng hiến tất cả gia sản cho quỹ từ thiện. Tôi cũng sẵn lòng, tốt. Mọi người đều đứng lên đi. Quan tâm thế giới, võ công siêu phàm, xứng đáng là kiếm tông, gia chủ tương lai, tôi Hồ Mỗ đề nghị, giới thiệu Diệp Hiếu làm Cửu Châu cung chủ. Tên này không tồi. Bái kiến Cửu Châu cung chủ, bái kiến Cửu Châu cung chủ. Mọi người, tôi tuyên bố, từ hôm nay, tất cả sản nghiệp của Diệp gia sẽ do con trai tôi, Diệp Phàm quản lý. Tôi tin tưởng, Diệp gia, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, phồn vinh không ngừng, trở thành huyền thoại của Cửu Châu, tốt lắm. Triệu Thiếu, đừng bỏ rơi em, đừng ngốc nghếch, làm sao tôi có thể bỏ rơi em được? Em biết anh sẽ không bỏ rơi em một mình, vậy bây giờ phải làm sao? Triệu Cao Thịnh tôi, không thể chỉ dừng lại như thế này được, nhưng Diệp Phàm và Diệp Trình Hy, hai người họ đã hợp thể dòng phượng chân chính, Kiếm Hoàng cũng không phải đối thủ của họ. Ai nói Kiếm Hoàng không phải đối thủ? Kiếm Hoàng chỉ là sức mạnh, chưa hồi phục hoàn toàn, bị phong ấn quá lâu mà thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Dĩ nhiên rồi, tôi đã có kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần có thể giúp Kiếm Hoàng đại nhân phục hồi sức mạnh, Diệp Phàm chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Em nghe theo anh, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Quay lại Thanh Châu, quay lại Thanh Châu làm gì? Tất nhiên là để hoàn thành lễ cưới của chúng ta. Những chuyện đang xảy ra ở Kinh Thành vẫn chưa chuyển đến Thanh Châu, Triệu gia của anh vẫn còn ảnh hưởng. Anh sẽ mời các cô gái khác, con gái của ba vị gia chủ cũng đến tham dự. Anh định cưới bốn người à? Làm sao có thể? Anh chỉ lấy em làm vợ thôi. Chỉ là mời họ đến tham dự mà thôi. Đừng ngốc nữa. Đi thôi. Thật là đáng tiếc, lại để cho Kiếm Hoàng trốn thoát. Trong thời gian ngắn, không thể ra ngoài gây ác. Chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian này, tìm ra cô ta, và tiêu diệt hoàn toàn. Tìm ở đâu bây giờ? Tôi sẽ lập tức quay về Kiếm Tông, cùng nhau tìm kiếm, dù cô ta trốn đến tận cùng trái đất, cũng phải tìm ra, vậy xin nhờ vào chị. Ừm. Phàm Nhi, đang lo lắng gì vậy? Con đang lo lắng, Kiếm Hoàng sẽ giết người vô tội, chỉ cần bà ấy hút tinh khí của người, là có thể nhanh chóng phục hồi pháp lực, nếu để mặc không quản, e rằng, làm khổ sở chúng sinh, dì sẽ lập tức ra lệnh, giúp Kiếm Tông, tìm ra tung tích của Kiếm Hoàng. Dì đã vất vả cả ngày rồi, ngày mai gửi cũng không muộn. Vậy tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi. Ừm, vậy tôi đi nghỉ đây. Mọi người cũng nghỉ sớm nhé. Còn gì? Vẫn đang đợi ôm cháu trai bụ bẫm. Gì ấy thế? Tiểu Phàm ca ca, chúng ta cũng đi nghỉ một chút. Chị, cái đó, tài khoản công ty thiếu 1 tỷ, chị đã dùng phải không? Có chuyện gì vậy?
Tiền của công ty tôi không thể dùng à? Chuyện nhỏ như vậy, còn phải báo cáo với em sao? Không phải, nếu cần tiền, có thể bảo ông nội, làm sao có thể dùng tiền này, dựa vào em, không đủ tư cách giảng giải với tôi. Chị lấy 1 tỷ đó làm gì? Dùng làm gì vậy? Tôi muốn cùng Triệu Thiếu kết hôn ở nhà thờ. Ngay vào ngày mai, nhiều người nổi tiếng ở Thanh Châu sẽ đến tham dự, làm sao có thể, cần nhiều tiền đến thế cho một đám cưới. Chắc chắn là chị bị lừa rồi. Em sẽ nói với ông, tôi nói cho em biết, nếu không phải vì em là em gái tôi đã ra tay từ lâu rồi, việc của tôi em đừng xen vào. Chị gái sao mà như người khác vậy, chẳng lẽ là Đế Kinh có chuyện gì? Alo, Thi Hàn, kể từ khi chị gái con về, đều phải cản cô ấy. Ông nội, chuyện gì đã xảy ra? Gia môn không may, Triệu Cao Thịnh không biết sống chết, muốn phản bội Diệp gia, chị của con cũng đi theo hắn làm loạn. Bây giờ, Triệu Cao Thịnh đã là chó mất nhà, chị của con vẫn mê muội, sao chị ấy lại ngốc thế nhỉ? Chị gái vừa lấy đi 1 tỷ. Nhà đầu điên này, là muốn giết chết tôi à? Cô ta lấy 1 tỷ làm gì? Chị ấy nói là để cưới xin, đám cưới vào ngày mai, còn mời nhiều quý tộc Thanh Châu, điên mất rồi, ta quay về, phải lột da cô ta ra. Vậy chúng ta phải làm gì? Con có nên ngăn chị không? Triệu Cao Thịnh đầy tham vọng dã tâm, chị con ở cùng anh ta, thật sự quá nguy hiểm. Nếu lại làm ra, việc gì liên lụy đến Lâm gia ta, ông sẽ xử lý việc này trước. Báo cáo cho ông Diệp. Alo. Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, bà Diệp, tôi, Lâm gia tôi thật là không may mắn. Lâm Như Tuyết, nhà đầu hư hỏng kia, lén lút đằng sau lưng chúng tôi, rút trộm 1 tỷ, nói rằng ngày mai sẽ cưới Triệu Cao Thịnh, dùng 1 tỷ, kết hôn với Triệu Cao Thịnh. Tôi cũng vừa mới biết chuyện này. Ở Thanh Châu phải không? Phải. Tiểu Phàm ca ca, có gì không đúng sao? Không phải cưới muộn, lại đúng lúc này cưới, chắc chắn có mánh khóe. Ý của Diệp Thiếu là Triệu Cao Thịnh đang có âm mưu. Triệu Cao Thịnh à? Muốn lấy mạng cháu gái của ông? Triệu Cao Thịnh à? Muốn lấy mạng cháu gái ông? Lấy mạng cháu gái tôi? Đây, chuyện này là thế nào? Cưới xin, e rằng, là một âm mưu, mục đích thực sự của Triệu Cao Thịnh, không đơn giản như vậy, chẳng lẽ, là kiếm hoàng bảo Triệu Cao Thịnh làm? Có khả năng đấy. Xin Diệp Thiếu ra tay, cứu giúp đứa cháu gái, vô dụng của tôi với, Diệp Thiếu, cháu gái tôi, tuy thường hơi nổi loạn, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng, tôi xin Diệp Thiếu cứu giúp cô ấy, xin Diệp Thiếu, tốt bụng, nếu cô ấy tốt bụng, thì trên đời này không còn kẻ xấu. Lâm gia chủ, đừng lo, sẽ có cách. Phải nhanh lên, ngày mai, là ngày họ kết hôn, tôi sợ lúc đó, được rồi. Ông trở về Thanh Châu trước đi, tôi sẽ đến sau. Đây là, ngài đã sẵn lòng giúp tôi, cảm ơn Diệp Thiếu, cảm ơn, được rồi, đừng cảm ơn tôi sẵn lòng giúp đỡ, không phải để cứu cháu gái ông, mà là không muốn thấy kiếm hoàng gây thương tích cho người vô tội. Vâng, tôi sẽ làm theo sắp xếp của Diệp Thiếu, tôi sẽ trở về Thanh Châu ngay. Kiếm Tông và Diệp gia liên thủ trong thời gian dài, vẫn không tìm thấy tung tích của kiếm hoàng, hóa ra cô ta đã dùng phép che mắt chúng ta. Ngày đó, trông có vẻ như cô ấy đã trốn thoát, thực tế thì đã nhập vào người của Triệu Cao Thịnh. Anh cũng có lỗi, lúc đó lại không phát hiện ra điều đó. Kiếm hoàng đang ở Thanh Châu, chúng ta có nên đi không? Đi, giết sạch kiếm hoàng, để dập tắt mối họa về sau. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt ngài, chứng kiến và chúc phúc cho đôi nam nữ này bước vào lễ đường hôn nhân. Cuộc hôn nhân này, tôi không đồng ý. Cháu đã hỏi ý kiến tôi chưa mà, tự tiện kết hôn. Ông à, cháu kết hôn với ai, đó là tự do của cháu. Cháu cưới ai cũng được, chỉ có anh ta, không được. Chị đừng cố chấp nữa. Ông Lâm, lời ông nói có hơi quá không? Tôi cưới Lâm Như Tuyết, đã chuẩn bị cho Lâm gia đơn hàng trị giá 10 tỷ làm sính lễ. Điều đó chưa đủ sao? Nếu đặt vào trước đây, đơn hàng 10 tỷ này quả thực không ít, có thể giúp Lâm gia tôi tiến lên một bậc. Nhưng bây giờ, Triệu gia của các người đã danh bất chính ngôn bất thuận, nói gì đến đơn hàng 10 tỷ, đơn giản là một tờ giấy vô dụng,
Đừng nói chi đến việc sính lễ. Như Tuyết, cháu luôn nói, cháu thích anh ta có thích cháu không? Anh ấy tất nhiên là thích cháu. Anh ta luôn lợi dụng cháu, đúng, anh ấy không chỉ lợi dụng cháu, còn lợi dụng cả chúng tôi, Triệu Cao Thịnh. Mang tâm địa xấu xa, phải bị trừng phạt, thật là trò cười, một đám giả nua các người, không chịu nổi cám dỗ, giờ lại đổ hết tội lỗi, lên người tôi nói cho các người biết. Hôm nay tiệc đính hôn, nhất định phải cưới, chúa cũng không ngăn cản nổi tôi. Triệu Cao Thịnh, cậu cũng không nhìn xem, Thanh Châu là nơi như thế nào, dám tới đây làm loạn, nếu biết điều, mau chóng cút khỏi Thanh Châu đi, nói nhiều làm gì, xử lý Triệu Gai rồi hãy nói, người đâu, bắt Triệu Cao Thịnh, làm cho hắn tàn phế. Ông! Dừng tay! Cháu làm cái gì thế? Cháu điên rồi à? Cháu gái, mau đến đây, ở đó nguy hiểm. Cháu gái, mau đến bên ông. Lão Lâm, cái này, chuyện này là thế nào? Họ đã bị tôi kiểm soát. Tản. Triệu Thiếu. Giọng của anh sao thế? Ta không phải Triệu Cao Thịnh, Lâm Như Tuyết, cô thật sự rất ngốc, vài câu nói hay là đã làm cô mê mẩn rồi. Kiếm Hoàng Đại Nhân, hãy thả cháu gái tôi ra, Diệp Thiếu đã trên đường tới đây rồi, bây giờ hãy thả cháu gái tôi ra, chúng tôi có thể để cô rời đi. Diệp Phàm, không phải rất tốt sao, đợi hắn đến, pháp lực của tôi đã hồi phục, đúng lúc để trả thù. Triệu Thiếu hãy thả tôi ra. Tôi là Như Tuyết đây, Triệu Thiếu. Hương vị thật sự rất ngon. Cô chắc chắn rất ngon đấy nhỉ? Đừng mà, Kiếm Hoàng Đại Nhân, tôi xin ngài, hãy tha cho cháu gái tôi. Ngài muốn gì, tôi có thể đồng ý. Xin ngài đấy, tha cho cháu gái tôi. Xin hãy nhân từ, tha cho cháu gái tôi. Thả chị gái tôi ra. Dám làm phiền ta khi đang thưởng thức món ngon. Ta sẽ khiến người biến mất mãi mãi. Em gái. Diệp Phàm. Diệp Phàm. Ai dám phá hoại việc tốt của ta? Kẻ không biết hối cải, cô tưởng chạy đến đây. Ta không tìm thấy cô à? Lại là ngươi à? Đợi ta hút hết tinh khí của cô ta. Ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro. Ngươi dám? Ba người đừng lại gần. Chúng ta phải đối phó là Kiếm Hoàng. Ba người họ bị Kiếm Hoàng kiểm soát. Phải làm sao bây giờ? Cháu gái, cháu gái. Trình Hy. Em dẫn cô ấy đi trước. Diệp Phàm, ngươi đã ba lần năm lượt phá hỏng việc tốt của ta. Hôm nay ngươi chết đi. Tiểu Phàm ca ca, sao xung quanh tối thế này? Là Kiếm Hoàng. Cô không phải là Trình Hy, phản ứng khá nhanh. Diệp Phàm ca ca, Kiếm Hoàng, chờ đã, đừng đến đây, có chuyện gì vậy Diệp Phàm ca ca? Là Kiếm Hoàng, cố tình che mắt. Lúc nãy nàng ta còn giả dạng.
Không ngờ được nhỉ, lại là tôi. Phá. Với sức mạnh của cô bây giờ, cũng muốn chiến đấu với tôi à? Pháp lực của tôi chưa hồi phục, không phải đối thủ của Diệp Phàm, nên nghĩ cách trốn tránh thôi. Diệp Phàm, ngươi thực sự khiến ta phải ngạc nhiên, nhưng chuyện này chưa kết thúc, ta sẽ không dừng lại dễ dàng. Muốn chạy, trận pháp kiếm thiên cương. Xích yêu khóa. Diệp Phàm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật vậy sao? Chúng ta hãy xem. Có cơ hội đó không? Đồ đệ làm tốt lắm. Kính bái sư phụ. Sư muội, sau 100 năm, chúng ta lại gặp nhau. Tôi không muốn gặp cô. Chúng ta là linh hồn kiếm song sinh, cuối cùng cũng tu luyện thành đạo, hóa thành hình người, nhưng muội lại lẩn vào ma giới, tay đầy máu tươi, tôi đã cho muội cơ hội làm lại từ đầu, nhưng nhiều năm đã qua, muội vẫn không biết hối cải. Tôi không cần sự thương hại của chị. Không cần. Kẻ thắng người thua, muốn giết thì giết. Đừng nói nhiều lời. Vậy thì tôi không để muội ở lại. Tiểu Phàm ca ca. Bái kiến tiên nhân, bái kiến tiên nhân. Các người bốn nhà phản bội tiên ước, suýt chút nữa gây ra tai họa lớn. Vậy thì, Phàm Nhi đã trừng phạt các người rồi. Bản tôn sẽ không nói thêm gì nữa. Các người tự lo liệu cho mình đi. Xin tiên sư dừng bước, xin vị tiên sư ra tay giúp đỡ. Cứu giúp cháu gái tôi, và cháu gái tôi nữa, và cô ấy, tinh khí của họ, đã bị hút mất, không có thuốc chữa. Hãy trân trọng những gì còn lại, trân trọng 20 năm tuổi thọ còn lại của họ, tiễn biệt sư tôn, tiên sinh. Chỉ còn 20 năm nữa. Kiếm Hoàng đã chết, chúng ta cũng nên về thôi, Diệp gia vẫn cần anh, để quản lý mọi chuyện, em cũng sẽ hết sức mình, giúp anh quản lý Diệp gia. Thật xứng đáng là vợ của anh, thật xứng đáng là vợ của anh sao, đúng là vợ tốt mà. À này, sáng ngày mai, còn có một cuộc họp nữa. Anh, nhớ đừng đến muộn, đừng ngủ nướng, yên tâm. Bái kiến chủ nhân Cửu Châu. Từ hôm nay, Diệp gia, do tôi quản lý, từ nay, tôi và các vị, cùng nhau hợp tác, để Diệp gia, trở thành, huyền thoại bất tử. Vâng,